Trai lý tưởng của bạn muốn là như thế nào? Là sạch sẽ như Kenny Shay vậy đó. Anh nói là cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công chưa? Đúng không? Bắt tay nhầm cái coi. Ok. Cặp đôi thứ hai mà không thành công là cặp đôi thứ ba này thành công. Nó chơi thôi. Hả Vàng? Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Linh. Chào em, tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thanh Vy, năm nay em 20 cộng. Cộng bao nhiêu thì cho bạn trai bên kia cộng thêm. Nhỏ vậy em tên gì, Siri hả? Thanh Vy. Thanh Vy hả, trời ơi. Tụi tai tụi nay là như đi dính mấy bông lan này vậy. Vy làm việc ở đâu? Dạ, em đang là điều dưỡng ở bệnh viện 115. Rồi, Thanh Vy, điều dưỡng. Mời chàng trai. Chào bạn ngồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Em tên là Trung Nghĩa. Năm nay em 24 ạ. Em là quản lý nhà hàng. Nói vui vui giống như là mama vậy đó. Công việc về món ăn, thức uống, rồi từ các bạn nhân viên sắp ca làm việc, rồi từ điện đốm, kỹ thuật là em phải làm. Giỏi quá nha. Dạ. 24 tuổi mà quá giỏi luôn. Ở nhà hàng rất là nhiều cô gái xinh đẹp, tại sao chưa tìm được một nửa cho mình? Trong nhà hàng thì nhiều người đi ra đi vào thì đúng là có người hình mẫu của mình, nhưng mà em không có bắt chuyện được. Với lại công việc của em nó cũng lâu vu nữa, thành ra là lắm lúc thì thấy người ta vừa ý quay lại nhìn cái thôi chứ cũng không có nói chuyện được. Vy, Vy có mối tình nào chưa? Dạ chưa ai yêu em hết á. Từ xưa giờ chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay không hết gì chưa? Em chưa có cảm nhận được chị ơi. Giờ có muốn cảm nhận không? Thì có. Mình giới thiệu một chút xíu về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, mà nấu chè hành cháo. Là sao nó chè bỏ muối vô hả? Nói chung là nấu sao mà thích hành giống như là cháo luôn rồi đó. Nó đặc luôn đó chị. Dạ. Đó là ưu điểm đó hả? Dạ ưu điểm. Vậy vô nhà hàng chắc ba bữa. Cái đó là ưu điểm mà gọi là nấu một món ra được hỗn hợp đó chị. Dạ. Thì còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là make up, chụp hình, rồi đăng Facebook, rồi đếm like. Hả? Lúc nào cũng chụp hình đăng lên Facebook ngồi cả ngày làm chuyện đó hả? Dễ thôi, nói chung là khi nào mà vắng người á chị, em mới dám mà gọi là nổi loạn. Cô này có ưu khuyết điểm lạ quá nha. Hay quá, còn bạn, ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Do là từ nhỏ đó, em tự lập sớm cho nên là những cái vấn đề trong công việc hàng ngày thì em đều có thể tự lo được hết, em tự lập. Bạn là một người quản lý, tôi tin chắc rằng bạn là một người rất là khắt khe trong công việc. Thôi khó tính nữa, dạ. Đúng không? Dạ đúng ạ, em trong con người em thì nó có hai cái tính cách rõ ràng. Trong công việc thì phải nguyên tắc, phải đúng, phải chuẩn. Như vậy thì em nói người ta mới nghe. Còn về con người thứ hai của em là em rất là tốt tính, em dễ mũi lòng. Nếu như cô kia nãy giờ xin bà việc quản lý thì tính sao? Tạm được, tại vì có được cái giọng nói rất là hay, dễ lấy lòng những cái vị khách của mình. Khuyết điểm của cổ đó, ảnh hưởng gì công việc không? Khuyết điểm đó thì có khi nó lại là cái ưu điểm đó với em, tại vì nhà hàng của em cũng cần quảng bá, nên ra có biết đâu có được người mẫu sẵn rồi quảng bá luôn. Sao nghe bạn trai nói vậy mình cảm nhận như thế nào? Thấy hơi thú vị. Hơi thú vị. Cái mẫu bạn trai lý tưởng của bạn muốn là như thế nào? Là sạch sẽ như Kenny Shay vậy đó. Em thích con trai mới sạch sẽ. Sạch sẽ nhanh quyền lên được không? Em chưa biết. Em thấy là Kenny Shay trang điểm đồ. Thích con trai trang điểm. Không, em thích là sạch sẽ thôi. Rồi, sạch sẽ là khác mà trang điểm là khác bạn ơi. Dạ. Rồi cái điểm gì bạn trai thích nữa? Cao, đẹp trai, nhà giàu học giỏi. Cao, đẹp trai, nhà giàu học giỏi. Đây là giờ phải á đó chị. Điểm gì không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Ở giờ. Còn gì nữa không? Dạ không. Như đó được rồi. Nhiều đó là thấy muốn chết người ta rồi, nhiều đó được rồi nữa. Bạn nam nãy giờ nghe cái thích và cái không thích của bạn gái thấy có cảm tưởng như thế nào? Em thấy thích, em thấy cũng phù hợp, tại vì em cũng có cái gu như vậy đó. Trời đất ơi. Ủa bạn không có thấy là nó không có được thực tế, nó hơi ảo ảo hả? Nếu mà ở mức độ vừa phải thì nó là những cái điểm hay mình cần phát huy ạ. Bạn trai bên đây á là một người quản lý và một người tự vươn lên. Tôi nghĩ rằng bạn rất là bản lĩnh và vững chãi. Cho tôi xem cô gái bên kia thế nào nha. Giọng như búp bê á, trời. Em khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe hả? Dạ. Em cảm nhận anh bên kia thế nào? Em cũng không biết nữa, thấy
em nó men men đó hơn em. Men men hả? Dạ. Em cũng men lắm à. Dễ thương à, giọng dễ thương à. Giọng này nấu cơm không nhão thua. Mà hôm nay bạn đi đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ em. À chào cô. Chào Mỹ Thường, chào anh Linh. Dạ. Cô có hối thúc em nó có bạn trai tìm hiểu chưa cô? Bé từ nào giờ bé không có bạn trai. Đi làm về là bé chỉ ở nhà, bé chỉ thích chụp hình lên Facebook thôi. Thế nên là có nói là thôi con đi tìm bạn đi. Cô biết sao chưa có người yêu không? Tại cái giọng á, ta tưởng trẻ con quá, tưởng đâu mới 11, 12 tuổi đâu dám yêu. Dạ. Giọng cô, đâu mà thiết ghét luôn à. Cô thấy cái bạn ngồi bên kia sao cô? Dạ thấy cũng được, con mà nó thấy được thì đồng ý thôi. Mẹ nói vậy rồi cái gì là ăn thua ở em đó ha. Dạ. Hỏi bạn trai bên kia coi sao. Dạ chào chị. À chào em. Em thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Dạ cái mẫu người bạn gái của em là phải chuẩn. Chuẩn là cái gì? Về cơ thể và cả về tâm lý và con người nữa. Về cơ thể thì phải chuẩn chút, giống như cỡ Harry Won vậy đó. Bên kia đi sang bên Harry Won. Ngực thì phải to. Cái số đo ba vòng là phải số 1 vòng 1 phải 85, vòng 2 là khoảng 70-75 và vòng 3 là phải 85 trở lên. Chị nè, đây nè, đây. Chịu không? Trời ơi, cái gì mà đặt cái yêu cầu tùm lum vậy? Cái đó là về ngoại hình, còn về tâm lý nữa là sao? Về tính cách là phải nhẹ nhàng, phải dễ bảo. Em không thích những người con gái hút thuốc, xăm mình hay là nhậu nhẹt. Dễ bảo là sao? Thì ở trong tình yêu á, về quan niệm của em là mọi người là phải chia sẻ với nhau. Nếu mà hai vợ chồng hoặc chia sẻ với nhau thì lúc đó đó là dùng từ chia sẻ sao dùng từ dễ bảo? Dễ bảo là đặt đâu ngồi đó búp bê à? Dạ không. Câu hỏi cuối cùng thì bạn biết tại sao bạn công việc ổn định là bạn bị ế không? Có lẽ là do em suy nghĩ nó hơi chín chắn quá đi. Em muốn là những người em yêu á thì phải tìm hiểu rõ ràng, kỹ lưỡng, xong rồi mình thấy hợp với nhau thì lúc đó bạn đời mình sống mới lâu được. Bạn thấy cái môi tôi đang như thế nào không? Cái đó không phải là chín chắn mà tôi thấy bạn đang đặt cái tiêu chuẩn cao quá. Mình thấp thấp xuống một chút xíu là mình có đôi có cặp liền nó vui. Một mình nó buồn lắm. Thôi nhưng mà khi gặp ánh mắt nhau rồi thì tiêu chuẩn nó khác liền à. Đúng không? Hiểu không? Bớt một chút đi. Dạ. Đâu mà 85, 70, 85 có các tuần nè. Tiêu chuẩn đơn giản 5, 10, 15, 20 được rồi. Nghe nãy giờ tiêu chuẩn bển thấy sao? Cao quá chị ơi. Lát là kéo màn lên rồi chụp hình ảnh cái đăng lên Facebook liền. Nha không? Biết đâu gặp nhau có điều gì đó đập vào mắt nhau thì sao? Kéo màn. Em đứng lên em tạo dáng cho chị. Em đứng em ẩn ra. Đó anh tạo dáng. 2 phút gặp nhau bắt đầu. Anh nói đi. Anh nói hả? Hỏi sao đo em nhiêu? Nhìn tướng như thế này là được rồi, không cần phải hỏi số đo. Sao em biết được? Nhìn đầy đặn, nhìn đầy đủ là ok rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Ok. Ok là như thế nào? Là bình thường. Anh thấy em sao? Ok. Ok là sao là bình thường? Là sao anh không hiểu? Bây giờ nói cụ thể luôn đi. Nhắm được không? Gặp anh là em bị đơ rồi. Em cứ nói thoải mái đi, không có vấn đề gì cả. Trời ơi, mắc cỡ kìa. Hai người mắc cỡ quá kìa. Nói anh nói đi. Anh nói đi. Nói gì mà. Nhìn em là đúng có giống có bê thiệt. Nhìn anh thì giống hoàng tử. Anh thì anh thì không có hoàng tử gì đâu anh. Chụp hình nhau đi, chụp hình đăng Facebook. Anh có thích sống ảo không? Anh thì thích sống thực nhiều hơn. Cái lúc mà mình cần xả stress thì mình sống ảo thôi. Còn bình thường thì mình cũng phải quay về với cái hiện tại. Lo cho cuộc sống, lo cho gia đình các thứ nữa. Nhưng mà em là người sống ảo lắm á. Để anh xem là sống ảo đến mức nào, xem coi anh có thể chỉnh được hay không. Tại vì nếu mà anh chỉnh được thì anh bảo đảm em là cái sự ảo của em nó sẽ... Anh chắc chắn chỉnh được em không? Cho cơ hội cho anh không bao giờ từ bỏ. Có muốn anh thay đổi cái gì không? Ví dụ như về bề ngoài, về phong cách, nói chuyện các thứ đâu. Số đo ba vòng của em không có chuẩn đâu. Nói chung anh thích người mẫu người đầy đặn cơ. Còn về chuẩn hay không thì nó... Dẻo lượng hồi nãy mới nói rõ ràng phải chi nó à. Người cân đối gì đặt ra số đo tám mấy ba mấy là ngực ngực bự ngực to giờ hồi nãy nói rõ ràng ràng. Bây giờ lẻo lượng dễ sợ. Sao giờ anh hạ xuống vậy? Tại vì chuẩn thì mình làm thước đo thôi. Ở cái mức vừa phải chấp nhận được thì mình vẫn chấp nhận. Anh chán em nhiêu điểm? 7 điểm. Xong được 10. Anh 10 thì quá anh không nói được. Anh không biết
gọi là đỉnh em rồi sao được, đúng không? Phải đỉnh. Em muốn bạn trai của em là phải hiểu tâm lý của em. Em là người rất là khó hiểu. Nhưng mà bạn trai em mà hiểu em thì rất là ok. À rồi, anh chỉ muốn hẹn hò với em ngay thôi để anh biết được em như thế nào. Ok. Vậy thôi hả? Ngắn gọn mà người ta hiểu là được rồi. Cần gì dạy dòng, đúng không anh? Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời bạn nam đặt tay vào nút bóng và quyết định có nhấn nút hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Sao bạn bóc? Em chưa thấy gọi là xét ái tình chị hết á. Vậy sao nãy người ta hỏi hẹn hò bạn ok? Hẹn hò là mà. Mình hẹn hò trên Facebook anh ha. Sống ảo mà. Cơ hội này nó mất ra thì em sẽ tạo cơ hội khác thôi. Không có bi quan. Không bi quan ha. Tôi nghĩ rằng đây là một chàng trai rất là bản lĩnh. Hy vọng rằng ở ngoài đời chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất thân với nhau. Và biết đâu ngày nào đó thì các bạn sẽ hiểu nhau thì sao? Cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được cái sự rung cảm của trái tim mình ha. Yeah. Và đây là phần quà dành cho hai bạn. Yeah. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah, cảm ơn hai bạn. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Hơi nóng tính, có hay ghen. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Tính lại lời nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi mình, rồi. Nhà tắm em không đi mà ngủ em tệ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn về nhau cho mọi người cùng nghe nha. Dạ em tên là Lương Văn Hưng, quê quán ở Tây Sơn, Bình Định. Nghề nghiệp em hiện tại lái xe và quản lý đội xe công ty. Năm nay 28 tuổi. Quản lý xe ở đâu, quận mấy? Dạ công ty em ở Bình Thạnh ạ. Dạ lúc trước thì em cũng ăn học, em học ngành y. Rồi gia đình em cũng có một chút khó khăn. Rồi em tự em chuyển đổi nghề. Rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y. Rồi cảm ơn em. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay 24 tuổi. Em thì trước đây học dược nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm sale bất động sản. Em lớn lên ở Bình Thuận và đang làm việc tại quận 3. Trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Dạ. Thế cũng giống nhau ha. Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em á thì năng khiếu nổi trội thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập. Công việc gia đình hay là quán xuyến nhà cửa hoặc là nấu ăn nội trợ, tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng, tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Về điểm yếu thì hơi nóng tính, có hay ghen, hơi lười. Dạ, nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước, có thể em đã điều tiết được những cái đó. Ghê, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Rồi mời bạn nam, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh em là chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Bây giờ em chỉ có cái tính lầy lầy rồi cái... lầy cỡ nào? Nhậu thì nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi thôi. Trời, cái này cũng mệt rồi nha. Nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quýnh em chạy rồi, em biết quýnh lại. Chứ xỉn ở vô Tây là... Tây Sơn, Bình Định mà... Có dạ. Võ không em? Dạ, thưa anh, em không có võ nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Rồi, vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi. Bao nhiêu năm không có bạn trai rồi, không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi không có cái người chăm sóc mình, không buồn hả em? Dạ, nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa.
thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên. Cái duyên tới dạ, mình đến. Hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Ê, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, thưa anh, em được 2 mối tình sau đó. Dạ. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi, nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm nè. Em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu xỉn em muốn vô toilet em vô buồn ta không? Dạ, cứ thái cửa mở thì mình đi tè. Vô tè hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ của bạn là mệt lắm á. Có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm, ra quán xong rồi về. Ra quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Không có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc đó xịn quá rồi. Xịn xịn chứ phải đọc được cái chữ toilet là. Ở nhà đâu có chữ toilet đâu. Không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó vuông như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người ở chổng? Định tè mà vô gặp gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. À dạ. Trời đất ơi, nhậu chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, rồi công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào phụ nữ không? Càm ràm nhau. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mà ghen chứ. Vậy mà ghen lắm á, đi với cô nào là nhìn thấy là không được đâu á. Sao rồi? Chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ có cái vụ tè tè đó hơi kỳ chút thôi. Nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu. Nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Ví dụ? Cái răng khởi này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như Cát Tường. Răng khởi đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? Dạ được luôn. Răng bánh đều mà cười từ sáng tới chiều là được mà lắm hả? Anh nghĩ chắc em nghĩ chắc không có cái khúc đều đâu. Dạ dạ anh. Làm gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận dẫn như thế nào? Dạ thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ cái khai lắc mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi. Đúng rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Ừ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói dẫn luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung rồi tùm lum la đó? Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. À. Rồi rồi gì Công Vinh á cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm, cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi. Có nỗ lực trong cuộc sống, phấn dạ. đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu. Đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng đang có sự nghiệp á, thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi. Dạ. Là được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty. Rồi, rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì với lại chị dâu ạ. Chị thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Rồi rồi, cảm ơn dì. Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Chào anh. Anh Tân. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào ở Bình Thuận ạ? Nơi đó anh cũng từng đi qua rất là nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương.
Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi hát hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đề gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Thôi đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi, hát không đi, hết được bài nữa. May là đó gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí, cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên nó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt. Nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa. Mỗi khi em cần là có mặt anh. À, có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt. Anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. À. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ. Dạ. Nên là anh đi được. Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch, nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tay. Thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình không có, mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa. Dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. À, chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào nút bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. 1. Rất ổn đấy, rất hợp lý. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Anh Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Bạn có vấn đề gì hỏi mình không? Em có bấm nút không? Tự nhiên mới mở màn lên thì em có bấm nút không là sao cô? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Việt Trinh, năm nay em 23 tuổi 8 tháng. Em là nhân viên văn phòng và em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời bạn Nam. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tên em là Đỗ Văn Tuyên, sinh năm 1988. Em quê Thanh Hóa, đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Công việc em là bảo trì máy ạ. Làm ở công ty có đông bạn gái không? Cũng nhiều rồi anh. Nhiều, không lẽ không có để ý cô nào hả? Tại em nhát quá. Em nhát hả? Vâng. Nhưng mà có mối tình nào chưa? Có anh ạ, 2 mối tình rưỡi ạ. 2 mối tình rưỡi rồi, rưỡi rưỡi là làm sao? Đó là một, hai mối tình kia mình có biểu hiện tình cảm rồi, còn một mối tình là chưa biểu hiện. À, nhưng chưa biểu hiện thì sao biết nó là mối tình? Đó, mình cũng có ý chơi rồi. Có hùng chưa? Chưa, nắm tay còn chưa. Chưa nắm tay luôn hả? Quen bao lâu mà chưa nắm tay? Được 3 tháng anh. Còn 2 mối tình trước, có mối tình nào dài không?
có sinh viên dài cũng được nửa năm. Nửa năm cũng đâu có dài đâu. Dài quá. Nửa năm có hôn chưa? Thơm má. Thơm má thôi hả? Là cuối cùng đó giờ có hôn được ai chưa? Chưa, vẫn đang còn chưa biết hôn. Thôi chưa biết hôn luôn. Trời, ông này ông nhát thiệt ta. Nãy giờ nghe bạn trai kia chia sẻ chưa có hôn bạn gái nào hết, còn em thì sao? Dạ em có một mối tình, có hôn rồi. Có hôn rồi, vậy là hơn bên kia có kinh nghiệm hơn rồi. Dạ. Nếu sau này hai mình có hôn nhau thì nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn kia. Tại vì em thấy đa phần hôn là con trai mới chủ động, mà giờ con trai không biết thì tự đi học cho em chỉ thấy nó kỳ quá. Bậy, cái đó đâu có học được em. Không lẽ giờ muốn hôn em ta phải đi tới chỗ học hôn người khác rồi mới qua hôn em. Thôi tôi hỏi bạn trai nè, lý do bạn nhát gì không chắc đây là một lý do để chia tay đúng không, bạn gái đúng không? Không. Chứ lý do là sao chia tay bạn gái? Chia tay do bạn chơi em mà không có chiều chuộng ga lăng. Cụ thể là chuyện gì mà bạn không ga lăng? Ví dụ bạn rủ mình chở bạn đi mua sắm, ừ mình ok chở, nhưng mình không thích đưa tiền trả. Bạn gái mà đi shopping mua đồ mình trả chứ có sao đâu. Ví dụ mình rủ bạn mua sắm thì mình sẽ trả. À rủ mới trả đúng không? Có nghĩa là người ta chủ động thì người ta mới trả. Thì nhiều khi cũng thông cảm, người ta không có chủ động, tự nhiên kêu chở đi giùm cái tới bắt người ta tiền đâu người ta trả. Nhưng mà không, chị cho hỏi bạn trai một câu nữa. Ví dụ mà mình lấy nhau đó, mà vợ bạn đó thì đi mua sắm mà lấy tiền bạn trả được không? Đấy, nhau biết đâu bạn vợ anh giữ hết tiền ở đâu trả ai. Đó, cái chủ yếu là mình muốn chốt lại cái chỗ đó thôi. À, bạn nữ nghe bạn nam chia sẻ rõ rồi đúng không? Dạ rồi. À, thôi giờ em nói về bản thân mình một xíu. À, mình có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em hả? À, là em rất là khỏe, em có thể bưng một cái bình nước 21 lít mà từ cái tầng trệt lên tới lầu 3 không có nghỉ luôn, đi thẳng lên luôn. Em rất là khỏe. Tướng nhỏ nhắn nhưng mà khỏe dữ vậy hả? Dạ, cái này gọi là trâu chứ không phải người. Trâu chứ không phải người. Trâu thôi. Bên này á có thể bưng một cái thùng nước 21 lít từ lầu 1 đến lầu 3 đi một hơi không có thở. Không thở sao sống nổi. À, là lên tới nơi không có thở dồn dập. Bạn trai này yếu nhút nhát lắm. Nói chung là đánh bạn từ sáng tới chiều không thở luôn đó. Được không? Chắc chết quá. Chắc chết quá hả? Rồi ngoài cái dịu mạnh đó ra mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ kiểu giống vậy đó. Còn mà cái nhược điểm của em á là nói chung là chia sẻ nhỏ chút xíu. Đó là em con gái mà tay em rất là nhiều lông. Lông như lông khỉ vậy đó. Nhưng mà mạnh thì mạnh như trâu mà lông như lông khỉ vậy đó. Có chị thấy không? Có chị lông gì đó. Có gì đâu, bình thường. Nhìn không, tay chị cũng lông nè. Đó có sao đâu. Không có vấn đề gì hết. Dạ anh không. Bạn trai thấy sao bạn trai? Em cũng chưa tiến hóa hết rồi. Rồi bây giờ vậy, bạn trai hãy nói khuyết điểm của mình giống như bạn gái nãy đi. Ưu điểm em là nhớ dai và cũng nhanh quên. Nhớ dai mà hay quên là sao? Không hiểu luôn. Cái nào vui không giờ quên. Có chuyện là mình không thấy vui rồi mai quên rồi. Thế là được á. Mượn nợ người ta thì là quên, mà người ta mượn mình nhớ dai. Thế là ưu điểm em không có nhiều. Còn nhược điểm em thì sợ con gái khóc rồi. Họ khóc và mình trước mặt mình là mình không biết làm gì cả. Mình thôi bạn bảo gì cũng được. Bây giờ bạn muốn tìm bạn gái thế nào? Em thì muốn tìm bạn gái thật thà, ăn mặc thì giản dị và mập chút. Mập chút để gì? Tại nhìn mập mình thích. Thích mập ha? Vâng. Không thích gì ở con gái? Em không thích con gái phấn son quá nhiều nhạt. Hai là hay mối xấu người khác. Rồi, em không thích. Mình đây đưa ra cầu rồi đó. Rồi, gái em có yêu cầu gì bạn trai mình là mẫu người như thế nào? Dạ thì em muốn bạn trai của em là cao trên 1m72, là chính xác là con trai, là con trai 100%. Chứ nếu như con trai không có con trai 100%, lấy về cũng không bằng ăn được. Em muốn bằng ăn cái gì? Gì nữa không? Dạ em thích con trai đeo kính. Đeo bên kính. Nó có kính không vậy? Em có cận, em không mang kính gì ạ. Với lại là những con trai mà kiểu như là mạnh dạn quá, như là không thích đâu. Mạnh dạn thôi em, yên tâm đi. Em mới vừa nói em muốn con trai 100%, mà giờ em nói là mạnh dạn quá em không thích. Kiểu như là mới quen hay là chưa gì hết mà gọi là sổ sàng vô chụp cắn rồi tụi vậy đó. Bạn trai này nhát lắm, nó nói hung người ta còn chưa hung nữa mà không có dám đâu. Em bị cắn, ai cắn chưa? Dạ không, tại vì em thấy đa phần con trai bây giờ là kỳ lắm, giống như kiểu như là hẹn đi chơi là ta hay hẹn đi chơi tối khuya là khuya rồi hả, thích vô với những cái chỗ tối rồi nói chung là mục đích nó rủ mình đi để làm cái gì đó. Cái này em cũng nói thẳng, mình chia sẻ thẳng luôn, mới quen thì rủ đi chơi xa em sẽ không đi, với lại là đi chơi quá khuya em cũng sẽ không đi. Không đi rủ vô tối không vô. Tối mà tối sạch sẽ thì được. Tối sạch sẽ tối sạch sẽ, tối không sạch sẽ nữa. Có đâu, bạn trai đây hiền lắm, nhớ chút chị anh Hùng nha. Dạ. Đó, nhớ là hứa rồi nha. Em nghe chưa? Trời ơi, ông này dài dữ ta. Cao mét mấy? Em 1m79. Hèn chi đi đứng đó chị coi. Mạnh, ốm, cao mà có mạnh khỏe không? Dạ, em thì cái motor 20kg mình khiêng được chị. Rồi, được rồi, ngồi xuống đi. Cổ hơi bị mặc cảm là tại vì cái tay của cổ lông nhiều lắm. Đưa qua tay qua coi. Đưa cái tay qua coi. Tay cũng nhiều. Đưa cái tay qua coi. Kiểm tra tay trước khi kiểm tra mặt.
Thôi rồi. Bình thường ấy. Đâu. Bình thường, trời đẹp nữa mà. Nha, tự tin lên nha, có gì đâu. Cô gái bên kia rất là xinh xắn nha. Tiếp. Chừng nào mới tính tới kế hoạch kết hôn được? Hai bên gia đình đồng ý thì mình đến với nhau thôi, thì mình cũng lớn tuổi rồi. Rồi gia đình không đồng ý thì sao? Thì cũng do hai người thôi, có quyền bố mẹ một, còn quyền của mình là 10 mà. Gàng quá ha, nói gàng quá ha. Có cần phải làm dâu không? Không, em mình chờ mình làm việc xa nhà đâu em làm dâu gì. Rồi. Được rồi. Vấn đề là giờ hỏi ý kiến người thân thử xem coi ta có góp ý gì không ha. Em có đi với ai không? Em đi với chị dâu với em gái ạ. À, có chị dâu hả? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì chị thấy rằng là cái cô gái bên này khá là xinh. Và cái thái độ về cái chuyện hẹn hò này khá là nghiêm túc đấy. Còn em chị ấy thì nói chung là cũng 28, 29 tuổi rồi. Mới lại chú ấy thì thứ nhất cao và gầy. Cũng mong là có một người về để vỗ béo lên nhìn cho nó xinh trai tí. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn ạ. À, chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Thì em thấy Trinh nó là một người rất là chăm chỉ, còn những gì mà bạn trai này yêu cầu một người phụ nữ thì Trinh là ok. Thì theo em đánh giá thì bạn trai cũng là một người rất là lịch sự. Mình thì mình thấy là với nhu cầu về tìm hiểu người yêu thì hai người là khá là hợp nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn trẻ gặp nhau ha. Kéo màn đúng theo yêu cầu. Yêu cầu sao có vậy? Khác nãy liền ha. Mình có muốn tặng gọi tặng bạn. Cảm ơn anh. Thôi em nhìn ảnh sao? Giống như ý của em không? Được không em? Người đeo mắt kiến, có người đeo mắt kiến. Thích cao, có cao. Bạn có vấn đề gì hỏi mình không? Tiên có bấm nút không? Không. Vì tự nhiên mới mở màn lên rồi tính có bấm nút không là sao cô? Tại vì anh hỏi kêu em hỏi vậy, em không biết hỏi gì ảnh cho nên em tìm kêu em hỏi đại. Nói chứ thôi để tôi gặp người thật đi. Đó, trong mặt kiến anh mượn thôi. Bây giờ người thật việc thật nè ha. Để cho nó thoải mái hơn. Nhát lắm, bạn trai nhát lắm. Khi nói chuyện với bạn hai ở cùng thì mình cũng... Anh em đi, trời ơi anh sao mà cứ bạn hoài. Bây giờ mà hình như em hơi hồi hộp đó. Bây giờ hát bài nào tặng cô gái đi. Kể đó, hát gây ấn tượng nào. Em hát đây chạy hết rồi. Kể đó. Hát đi em, câu gì cũng được hết trơn á. Để mình lấy bình tĩnh lại. Hát tình với bạn gái đi. Hát đi em. Em hát ở đây chạy anh hết. Anh kế bên trong sao đâu, trời ơi đừng có sợ. Em hát đi em. Em hát rồi, giờ nhất cho có đất luôn. Kể đó. Anh hát cho em nghe bài đi. Đó, thấy chưa. Hát đi em, nào. 2, 3. Nguyện làm mơ cho em, nguyện yêu em suốt đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Hết rồi đó hả? Thôi cái này hàng chi không có bầu là phải rồi. Ông hát thì không hay nhưng mà cái lời bài hát nó có ý nghĩa là được rồi. Ghi nhận. Em hát cho mình nghe bài không? Mình cái gì mình quả. Em hát cho mình nghe bài cho. Gì cũng mắc cỡ nữa. Vậy sao đi cua được vợ được. Rồi hát đi em. Trời cái ca này khó quá. Dạ thì đúng thì em không phải sở trường hát, em hát cũng rất là dở. Không, nhưng mà hát hay hơn ảnh mà. Em cũng sẽ cố gắng, nhưng mà em sẽ cố gắng phấn đấu. Ba là con cá mập, mẹ là con cá heo, con là con cá cừu, ba con cá hung hăng, nuốt hết một con bò. Mấy mốt em sẽ đưa quanh ngủ bằng bài này. Hai đứa về làm clip tung lên mạng đi, coi đông lắm á. Thôi, gọi hát luôn. Được rồi. Không, bỏ qua gì mình cũng nói chuyện tâm tình đi. Cái công việc của mình khá nhiều thời gian. Nếu mình có đến được với nhau, mình chỉ có gặp nhau một tháng hai lần thôi. Bạn có thể được không? Dạ theo em thì em nghĩ là tình yêu nó dựa trên là cái sự tôn trọng và là tin tưởng. Cho nên cái vấn đề mà gặp nhau nhiều hay ít nó không quan trọng. Quan trọng là ở hai người. Dạ vậy thôi à. Rồi vậy thôi. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, nãy chị nói rồi, cũng hứa rồi, giờ nắm tay nhau. Rồi. Trời ơi, nắm rung. Rung gì vậy? Nắm đi mạnh dạn lên. Đó. Nói coi. Em nắm tay nói gì vậy? À, em chỉ anh hung à, em chỉ anh hung đi. Thôi. Từ từ học đi. Thôi nhà bọn hôm nay đi. Không không có mùi gì dâu rồi hả? Dâu rồi
Hồi nãy em hứa em nói em tập ảnh hôn mà. Bây giờ em hôn nhưng mà ảnh hôn em rồi em phải hôn lại ảnh chứ. Đúng không? Mình mạnh mẽ mà. Ừ, mạnh mẽ lên, đúng rồi. Cái đó là hôn hay là hứa vậy? Hy vọng rằng các bạn sẽ đi đến hôn nhân một ngày sớm nhất. Mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về, mang hoa, mang quà tặng tới công ty. À, có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he, ruộng bự á, thì mình đi tập gym. Nếu anh hô á, đã có nha sĩ. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Tài sách nách màng ha. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Ưu tiên bạn nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang. Năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần thể thao thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Gì rung quá vậy bạn? Mong anh Linh giúp đỡ em với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ, anh ở Long Hưng, em ở Vinh Kiều. Trời ơi, sát bên. Bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ mình vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp, giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không. Thứ nhất là phải chung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ, cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh kìa, công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa, có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ có chị. Chăm sóc sao đâu nói chăm sóc nào, thử ra chăm sóc coi. Cái cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm, sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước thì chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích thì mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về vậy đó. Đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng. Nhưng mà được. Cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Tả sau ra lãng nhắc đi. Thử thôi. Ví dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như cái, em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn. Rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê để ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm thôi, ai cũng làm là được hết chứ. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng ha. Xong mà nó ủa sao tự nhiên mưa, nó anh làm mưa đó em. Bạn nữ có yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi. Có đôi mắt 2 mí. 2 mí rưỡi luôn. Dạ rồi. Vậy tốt. Đô là đô sao? Cao nhiêu? Dạ cao cỡ 1m7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he. Đúng rồi. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ, còn nếu anh hô á thì anh đã có nha sĩ. Đúng luôn. Sao dạ. Dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa dạy cấp độ nào em? Người lớn dạ. Con nít. Dạ em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ lý do ế thì có 2 yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ về mặt thời gian, tại vì thời gian của em á là khác với mọi người. Mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ nguyên từ thứ hai đến thứ bảy là em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm cả đêm từ suốt tuần, còn thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để biết đường anh sắp xếp anh đi học cái gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng Anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với ảnh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi tướng gì khép nét vậy? Anh Linh, nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với ảnh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa nhưng mà sao ngồi sao cứ túm túm hai cái tay lại hoài vậy? Có tật xấu gì không? Gặp trúng người, trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì bình thường, em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang... Nói chung gì? Là đang cũng bình thường. Bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ, chị hỏi một câu, em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời. Mà định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mình, hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1 đến 2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là định chừng nào kết hôn, mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm. Dạ 2 năm. Làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sao nó 1 năm rưỡi bạn đó. Em lố qua năm thứ hai các bạn nói em không được uy tín. Công nhận ít nói ghê. Thằng trai ít nói dễ sợ luôn nha. Mai phải làm khó lắm không?
Để anh qua làm khó là đàn gái nè. Không, nhưng mà anh đi dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào? Em thích là giống như là cũng bé bé xinh xinh dễ thương xíu, là tiếp người phụ nữ của gia đình, nhưng hòa với công việc với gia đình là ok. Thì nói chung là bằng nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bằng thủy nếu chung nữ cũng được ha. Rồi để anh qua anh coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương. Anh bên đây rất là mộc mạc, chất phác. Đẹp trai, bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi, tiền bạc kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ, em thích người mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá đấy. Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều, nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Ồ chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Bạn nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc sẽ không chạy hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Đang làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nên chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha. Rồi thằng gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi em với Trang á thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi, cho nên là tính cách mầm của non Trang luôn dạ, hả? Đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang á là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền, nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi cảm ơn bạn. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi nào, banh banh hai cái tay ra. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ bình thường ạ. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái. Dạ anh, nãy giờ mình nói chuyện qua trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em làm gì vịn ghế chặt đâu mà chạy chạy xe luôn. Vịn ghế chắc à, nằm tính lên mạnh mẽ lên chứ. Thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi anh em. Hỏi đi em. Hỏi cảm nhận thấy em sao lần đầu kia. Tiên như thế nào? Hỏi đi. Ừ bạn nhìn không có bạn nào ở đây hết trơn á. Giờ anh em không? Tại vì cái từ này nói giờ em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói 2, 3. Rồi ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Trẻ em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là thấy anh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh không? Dạ, chắc có lẽ anh rung thôi chị. Rung thôi. Anh đứng đứng lên. Nhìn dưới quê ta lên mà. Khỏe không? Bây giờ. Bình thường vậy, em đi chơi thể thao mà. Là đứng 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 lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. Dạ có hít đất đi chị. Để kiểm tra sức khỏe của anh. Hít đất đi em. Thì hả chị? Trời, chị có hồi nào nói giỡn không trời? Hít đi. Anh không cứu em gì hết trơn. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Đúng. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu chổng có đích lên trời. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi. Thích đất gì như ngọn núi trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ, thôi tội nghiệp đó, trời mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó. Nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Bắt đầu. Thì em nói rồi thì bạn nữ thì là dễ thương. Những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau. Quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban này thôi. Rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó. Em sẵn sàng thao thức vì em, ví dụ như vậy đó. Rồi bắt đầu. Thôi cái này không đúng rồi anh ơi. Thao thức từ sáng thì lấy ai đi làm?
em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc, tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được, thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì vậy? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên, thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh, cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó, là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, luôn bình dân. Anh với anh Quyền Linh gì đó thì bản chất là cũng người cùng quê, ở cái bên nhau, nói cách nói chuyện nó cũng tự tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó hả anh Quyền Linh? Em còn nhỏ dài thông cảm, nhát thôi. Mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây thì bây giờ anh xuống gì đâu có làm. Nếu ta làm là không đúng. Dạ. Có lập trường. Đúng là chất phát. Dạ. Thích đất thì tướng hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình đồng lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ, tại vì em cảm thấy như là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu mình khác khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ, em nghĩ là khi mình lên đây á, là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng rồi. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn. Và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Nhiều người sẽ bấm nút cho em. Rất là dễ thương. Sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Sợ thứ giống ma. Em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Em thích một người tròn tròn. Tròn. Cô gái Đà Lạt cũng đẹp. Em không phải gái gốc Đà Lạt. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi, bạn trai. Em tên là Võ Văn Hiệp. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là đang hỗ trợ phần kinh doanh của tại ngân hàng Sacombank. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 30 ạ. Mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh ạ. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thị Thảo. Em 31 tuổi ạ. Em làm kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Lâm Đồng. Mình có ngại quê bạn trai mình nhỏ hơn mình một chút xíu không? Dạ miễn sao người đó chín chắn và có suy nghĩ. Không vấn đề gì hết ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là tính em là thẳng thắn và em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em á thì nhiều khi em thấy thẳng thắn quá thì cũng không có tốt. Thì còn gì nữa? Bạn gái rung quá. Em bình tĩnh thôi, có gì đâu, không có gì rung hết. Bạn trai hát được không em? Tặng bạn gái một bài, bạn gái đang hồi hộp. Dạ, không phải sở trường nhưng mà một chút xíu chắc cũng được ạ. Nhiều khi anh thường mơ một mình ngồi ngân ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà này trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Để bạn trai bên đây nói trước đi cho bạn gái đỡ rung ha. Rồi. Bạn có khuyết điểm ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em là thể thao ạ. Thể thao. Dạ đặc biệt là đá bóng, em rất là thích đá bóng ạ. Còn gì nữa? Dạ ngoài ra thì em có thể làm được việc nhà, nấu nướng giặt giũ. Được rồi, biết nấu nướng giặt giũ là làm việc gia đình là được rồi, đàn ông vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không? Tật xấu gì không? Dạ cái khuyết điểm lớn nhất của em đó là nói hết ạ. Với lại em hay bị tâm lý ở chỗ đông người ạ. Với lại em sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những cái thứ kinh dị anh. Ví dụ như sợ ma. Dạ giống giống vậy đó. Rồi sợ gì nữa? Những thứ giống ma. Thứ giống ma. Có thấy con ma chưa? Dạ trên phim ảnh. Trời ơi, đi chơi bạn gái sợ ma rồi sao trời? Dạ tại em có một mình á, dạ, nếu mà hai mình chắc là sẽ đỡ sợ hơn. Rồi bạn gái có sợ ma không? Dạ em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Mốt có vé xem phim, hai bạn rủ nhau đi xem phim kinh dị, có ai sợ hơn ai? Ha. Rồi nãy giờ có nhớ ra được khuyết điểm gì của mình không? Khuyết điểm của em là em hay ngại trước đám đông, mất bình tĩnh và em cũng có một chút hơi nóng tính. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì em chia tay cách đây hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì em thấy cái quan điểm sống của hai người càng ngày càng không có hợp nhau. Bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi bạn?
À, dạ em trải qua một mối tình chính thức và cũng vài mối tình đơn phương rồi chị. Tại sao chia tay? Dạ cũng hồi đó sinh viên em cũng hay chơi bóng nhiều á anh. Xong rồi bỏ bê bạn gái đúng không? Dạ. Mê bóng mà bỏ bạn gái là không có được. Mai mốt á là phải chăm sóc bạn gái, dành thời gian cho bạn gái nha. Dạ. Thôi bây giờ để anh coi bạn gái sao mà nhút nhát dữ vậy. Nhát lắm. Ồ, bạn gái dễ thương. Hàng ngày em vẫn nhút nhát vậy đó hả? Dạ không anh, tại là em trước đám đông này em hơi bị mất bình tĩnh. Bây giờ này bình tĩnh đi, hít thở thật sâu vô nè. Thôi thở ra, cười tươi lên. Đâu có gì đâu, khỏe chưa? Dạ em thấy đỡ nhiều rồi. Khỏe ra rồi ha. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào, nói cho anh coi coi giống bên đây không? Người phải cao hơn em. Cao, có cao. Quá cao luôn. Em thích một người tròn tròn chứ em không thích ốm. Tròn. Có một người tròn. Có tròn, đang đứng. Em thích một người làm trong công việc nó có tính chất sáng tạo á anh. Em làm việc sáng tạo không? Dạ có anh. Có. Sáng tạo mới kiếm khách gì được chứ, gì nữa? Em muốn một người đã sống tình cảm, thiên về gia đình nhiều. Được không? Dạ được anh. Dạ. Mình biết san sẻ việc nhà này kia, biết cũng quan tâm đến mình, đến gia đình mình. Mẫu hình lý tưởng? Anh Quyền Linh ạ. Hả? Anh này cao hơn anh, trẻ hơn anh. Không tròn bằng anh. Tính tình dễ thương hơn anh. Rồi xong. Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Thứ nhất thì em thích một phụ nữ có một cái nụ cười thiệt là tươi, thích chơi thể thao một chút xíu cũng tốt, hiền dịu một tí, đừng có cá tính quá. Còn gì nữa không? Nhiều lắm thôi. Bạn để hỏi em có chơi thể thao gì không em? Dạ em không có chơi thể thao. Cố gắng quen anh này, anh sẽ dẫn đi chị đá banh. Dạ. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Dạ chắc khoảng một năm là. Sao em cao quá vậy? Dạ em cũng không biết nữa. Em cao mét mấy? Dạ 1m84 ạ. Hả? Được. Ngoại hình muốn cao thấp mập ốm tóc dài tóc ngắn, muốn kiểu hình dung như thế nào? À dạ nhắc tới ngoại hình mới nhớ, đừng có gầy quá. Không có gầy đâu, yên tâm. Em thử hình dung bạn gái bên này như thế nào, em đoán thử coi cái linh cảm của em có đúng cái không? Linh cảm của em á hả? À, chắc bạn sẽ không gầy ạ. À, tính tánh tính tình thì cũng khá là hiền. Rất hiền, không gầy, bạn đã đoán đúng. Đúng gì nãy giờ thấy nhút nhát không dám nói là biết hiền rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chú thím và em trai của em. Chào anh Quỳnh Linh với chào các tường qua với chào bạn bên. Cháu trai thì cũng mạnh dạn được, cũng vui vẻ thì thấy cũng được. Cho thêm ý kiến em trai, em ruột đúng không? Dạ em ruột của em. Em ruột rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người, chào anh trai. Dạ em thì thấy anh trai có sở thích rất là giống em rồi, em thích rất là thích đá banh. Em thấy anh thì cũng với chị cũng đứng tuổi rồi, nên hãy suy nghĩ thật kỹ để đi đến cái quyết định chính chắn của mình. Dạ em cảm ơn. Bạn trai đi với ai? À, dạ em đi với lại chị gái, em gái với lại mấy bạn đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em là chị ba của Hiệp. Bạn gái này cũng dễ thương. Nếu mà được thì hai đứa cho nhau một cơ hội để tiến tới. Gia đình mình có đưa ra tiêu chí muốn tìm con dâu như thế nào không? Dạ không, má em nói là dâu hiền là được. Nhưng mà em thấy bé thì cũng hiền. Dạ em chào chị. Rồi em cảm ơn chị. Rồi bây giờ tới giây phút hai bạn gặp nhau, chúng tôi sẽ mở hàng rào ra. Rồi, gửi tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Quá cao. Hai món quà nhỏ này là em tự tay em làm để gửi cho anh chị. À vậy hả, em tự theo đó hả? Dạ em tự làm ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cha, dễ thương quá. Còn đây là món quà mà em đem hôm qua, em tất cả đêm để làm cho anh. Hy vọng là nó vừa với anh. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì mà làm cả đêm tặng vậy? Mở ra coi thử. Anh mở ra xem được không? Dạ được ạ. Một cái nón len chị. Ồ. Đẹp quá. Đội vào đi em, đội vào. Ồ. Quá đẹp luôn. Đội vừa đội sâu quá, tao tưởng đi tu. Anh có thấy món quà em không? Thích em, đẹp. Em khéo tay quá. Bữa nào làm cho anh mấy cái nữa nha. Chi vậy? Làm cái là làm chi mấy cái? Tao thức nguyên đêm mới làm được cái đó đó. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em có muốn hỏi gì không? Em thích một người đàn ông chủ động hơn. Trước tiên thì anh thấy em rất là hiền và dễ thương. Em ở Lâm Đồng đúng không? Dạ đúng rồi. Có gần thành phố Đà Lạt không? Dạ không, em ở gần Bảo Lộc, Bảo Lâm ạ. Anh cũng có một dịp để đi lên trên đó, tại anh cũng chưa lên Đà Lạt bao giờ. Nghe nói Đà Lạt đẹp hơn. Thì lại nghe nói con gái Đà Lạt cũng đẹp. Dạ, thật ra em không phải gái gốc Đà Lạt. Cưới về thì tiền bạc ai giữ? Em có muốn là người quản lý tiền bạc trong gia đình.
Em nghĩ là người phụ nữ thì nên giữ tiền thì sẽ tốt hơn. À, nhưng mà anh không có cái quan niệm đó. Mình nên chia sẻ nhau một chút. Ví dụ như nếu em giữ hết thì anh cũng hơi khó. Tại vì quan niệm của em là em không có giữ hết tiền của anh. Ví dụ như là anh về anh đưa bao nhiêu rồi như thế nào đó, thì cái quỹ chung như thế nào đó để lo cho gia đình. Còn có vấn đề mà người đàn ông mà của em á, mà nghĩ là đi ra ngoài mà không có đồng trong túi là không có chuyện đó xảy ra. Trước khi quyết định bấm nút hay không bấm nút, chàng trai sẽ thể hiện cái tài năng của mình là một người mê bóng. Mê bóng đến nỗi mà bỏ bạn gái luôn đó hả? Dạ, đến với chương trình em cũng có một màn quay diễn nhỏ nhỏ mà cũng lâu quá không gặp, nên có gì quý vị khán giả bỏ qua cho. Rồi. Wow. Dữ nha. Đây là cái sân khấu rất là khó. Hơi nhỏ. À, tập quá mà tập đến người yêu bỏ luôn mà. Hôm nay mê bóng gì mê nha, nhưng mà nhớ là phải chăm sóc cái người mình yêu thương. Quan trọng lắm nha em trai nha. Đây, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Cao quá nha. Cao. Các bạn làm tôi cũng giật mình, tưởng nó không ai bấm hết trơn chứ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Rồi, hôn nhau nào. Khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê với cô chỗ người kế bên đó. Cao cỡ 1m55 trở lên. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ, vậy cũng được em ơi, dễ lắm. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn bên kia nghe luôn. Dạ, em tên là Lê Trần Quốc Thới, nghề nghiệp là y sĩ. Nhiêu em tuổi Thới? Em sinh năm 90. Sinh năm 90 hả Thới? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Mỹ Hiền, em tuổi Ngựa, mệnh Hổ, tên Thiên Bình, năm nay 27 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Em có một cái shop mỹ phẩm tên Mỹ Store ở đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 ở Tây Ninh đó phải không? Dạ, đúng rồi. Các bạn thấy lạ không? Hai người này ở rất gần với nhau nha, mà các bạn không quen biết với nhau. Đây là cái duyên mà các bạn gặp nhau, biết đâu mình phát hiện ra bà con. Là hai bạn bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Hay quá, hai con ngựa là chạy. Hỏi đi, hai người hỏi nhau đi. Nhà em ở đâu em? Anh ở huyện Hòa Thành á. Dạ, em ở Châu Thành anh ơi. À, vậy là dạ, không có bà con rồi. Em nhớ bạn gái với tên gì không? Dạ, tên Quyền. Dạ, em tên Hiền. Hiền. Dạ. Dạ, lỗi anh. Ưu điểm của em là gì em? Dạ, ưu điểm của em là nhanh nhẹn, nhiệt tình. Khi mà em làm một cái việc gì đó thì em muốn là sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất. Và cái nhược điểm của em á thì không có tính kiên trì hay do dự. Ví dụ như là em đang trong một cái mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam nào đó mà em lại thích cái người bạn nam đó hơn, thì em sẽ chủ động nhắn tin rủ cà phê hẹn hò gì đó. Và em nghĩ là em sẽ tỏ tình, nhưng mà tới lúc mà gặp nhau rồi thì em lại do dự, em lại suy nghĩ lại không có thực hiện như là cái suy nghĩ ban đầu của mình. Anh thì ưu điểm của anh là anh biết nấu ăn, tham gia các công tác xã hội. Còn khuyết điểm của anh là khi mà nóng giận thì anh không có kiềm chế được, mà anh là hay biểu hiện ra ngoài khuôn mặt của mình. Lúc chích người ta rồi tức giận rồi sao? Dạ, lúc chích thì đâu có tức giận được. Tác phong của ngành y thì mình đúng cũng rồi, phải bình tĩnh. Cái phải làm sao phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cho em hỏi là đỉnh cao của cái sự nóng giận của anh là nó tới đâu anh? Khuôn mặt nó hầm hầm với hay lằn nhằn thôi. Từ trước tới giờ cái đỉnh cao mà ví dụ như là anh đập đồ hay là anh như thế nào anh? Chưa bao giờ anh đập đồ em ơi. Dạ. Đỉnh anh còn thấp. Còn bạn gái thì sao? Em có tật là khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê với cùi chỏ người kế bên á. Ủa mà nói vậy em ngủ với ai? Mân mê cùi chỏ hả? Em ngủ với em gái của em thường hay nó lại rất là cáu với em cái vấn đề đó. Có khi nào nó giật chỏ em chưa? Có, nhưng mà xong rồi em cũng quay lại em vẫn làm. Có cái gì ở cái cụ chỏ này mà em mê? Không biết, em đam mê. Đam mê luôn hả? Lên 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 cho bạn trai cho mượn cái cụ chỏ thử. Bây giờ em mân mê cụ chỏ thì cảm nhận thế nào nha? Mượn cái cụ chỏ coi sao mà mân mê đi nha. Em thử mân mê cụ chỏ của anh thử coi sao em. Làm luôn hả anh? Thiệt của anh á. Nói như vậy anh đó được không em? Được không em? Có cảm nhận gì không?
Dạ, thấy đầy đặn lắm. Đầy đặn lắm, đầy đầy lắm. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó vui vẻ, hiền và chung thủy. Dáng thì cũng đừng ốm quá, vậy là được rồi. Nhưng vì em ốm, em muốn tìm những người ốm đúng không? Dạ không, em cũng đúng rồi, em hơi ốm nên em sẽ tìm những người ốm với em để cho hợp. Cái điều gì em không dạ, thích? Dạ thì bạn đó thì cao cỡ 1m55 trở lên anh được. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ, vậy cũng được em ơi, kệ nó. Mẫu người bạn trai của em á, cao 1m65 trở lên. Giang Âm có cùng chung sở thích là đi du lịch chung với em, chín chắn và có cái định hướng cho tương lai của mình. Và đặc biệt là nếu mà bạn đó thích nuôi chó thì càng tốt, tại em thích cái người nuôi chó rồi biết quan tâm chăm sóc người khác. Nuôi chó với liên quan chăm sóc người khác nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Khi mình nuôi chó thì mình sẽ quan tâm tới con chó chị, mình mua đồ ăn cho nó rồi đó. Cho chó ăn cho người ăn luôn đúng không? Mình có trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình cách đây 3 năm và kéo dài trong 1 năm. Tôi coi cái anh bên kia coi làm sao. Người tiêu chuẩn bên này đưa ra đạt được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chắc trên đúng trên 50 quá. Chào chị. Có chơi thể thao gì không? Dạ cũng có. Chơi môn gì? À, em hiện tại đang tập gym để cho giảm cân. Bây giờ mình được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì nếu cả hai hợp nhau thì do hai bên gia đình nếu đồng ý thì có thể sớm nhất là 6 tháng. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ thì em cũng đang cố gắng để đi làm. Hiện tại em kết hợp công việc làm thi là trình dược viên và đang học lên lớp cử nhân y tế công cộng của Đại học Trà Vinh. Cũng được ha. Mình có phải làm dâu không em? Thì bạn nữ thôi, bạn nữ muốn làm dâu thì làm. Còn nếu không muốn thì có thể hai người ra ngoài cố gắng làm để ra ngoài sinh sống. Có định hướng rõ ràng. Mình có yêu cầu gì hay mình không có điểm nào mình không thích ở người bạn gái không? Thì em nghĩ không thích bạn gái là đừng có hay ghen là được rồi. Em hay lăng nhăng lắm. Dạ không có lăng nhăng, công việc của em là sẽ đi làm tiếp xúc với bệnh nhân nhiều. Sao em được vậy không em? Em có ghen lắm không? Em không phải là người hay ghen. Em có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình hả? Dạ thì quen lúc em nhập ngũ và khi em xuất ngũ thì em chia tay. À lúc đi bộ đội đó hả? Dạ đúng rồi. Để anh xem bên bạn gái thế nào nha. Em chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bây giờ em cảm nhận chàng trai bên kia là người như thế nào? Em cảm nhận là anh đó điềm đạm nhưng mà cũng có vui tính. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Lăng nhăng gia trưởng là thường hay là nói nhiều hơn là làm. Bên đây hơi càm ràm chút xíu đó. Dạ tích càm ràm theo cái hướng tích cực thì ok. Còn càm ràm hoài cũng mệt đúng không? Dạ chắc em chỉ được cái bệnh càm ràm. Rồi chút xíu mình gặp coi mình trị được không nha. Dạ hôm nay mình đi có người thân không em? Dạ hôm nay em đi với lại ba em với lại em gái em rể của em là bạn của em nữa. Dạ chào ba. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tiền. Con tôi á từ thổi nhỏ gì là tính tình đúng là tên hiền là cũng hiền thật sự mà cũng có cái cũng quyết đoán dữ lắm. Tôi cũng nhận sáng về bạn của Hiền hôm nay gặp đây đây tại nó là nhìn vô là biết thông minh dễ thương nhìn có cái hậu nữa. Rồi, thì tôi cũng mong rằng là hai đứa được hợp tác với nhau, gặp được với nhau được là đó một cái duyên nó đến với nhau. Quan trọng là hai đứa cố gắng tìm hiểu nhau, nếu được là tiến tới hôn nhân. Tôi rất là mừng, tôi rất là ủng hộ 100%. Trời ơi, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con thì cũng cảm ơn bác đã cho con cơ hội được tìm hiểu Hiền. Thì con cũng sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho Hiền nếu mà tiến tới. Bác sẽ mong con điều đó. Con trai em đi với ai? Dạ em đi với dì bà Dượng ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Cháu thấy ở nhà thì cũng hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt là nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cháu gái kế bên thì diện sáu thấy cũng hiền, dễ thương. Nói chung là diện sáu muốn hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm và tiến tới xa hơn nữa. Như vậy là hôm nay có hai gia đình hai bên mà gọi là cấp cao đó nha. Dạ mà cũng đồng ý cũng rồi. Hết trơn, trời ơi quá rồi. Quan trọng là hai đứa tìm hiểu nhau thôi. Rồi kéo màn lên. Kéo màn. Mời các bạn. Em chào anh ạ. Đây là món quà hậu đẹp thích dây tự tay anh làm tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Bạn trai hát tặng bạn gái một đoạn đi cho lấy không khí nào. Bắt đầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh một cù lao xanh. Bằng lòng đi em anh sẽ đưa về, cùng nhau đi đến bên bờ. Bằng lòng em nhé. Bạn gái đáp lại liền. Nếu đã yêu nhau đến cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời, để lại một đời vấn vương cả một vùng nhớ thương. Hay quá. Thẳng quà gì đây? Quà gì hình trái tim vậy? Quà. Ủa này em tự làm hả? Dạ, nè, mấy em tự thắt. Mất bao lâu em? Dạ thì cũng mất có 2 tuần rồi chị. Hả? Là mỗi ngày ngồi đan chút xíu vậy dạ, hả? Dạ, tại công việc của em thì về thì những khi rảnh em mới có thể làm được. 2 tuần nữa nha em. Dạ. Về để đầu giường đi em. Qua đây.
Mày sao đưa cái cụ chỏ cho coi coi. Ôi nãy cảm nhận rồi chị. Không, nãy lộn rồi, nãy cái áo màu xanh, nãy áo màu đen. Vậy nãy lấy áo luôn rồi nè. Rồi đi em, rồi cho nào đã thôi. Gu lạ không? Dạ lạ. Lạ ha. Rồi giờ hai bạn tâm sự với nhau đi. Em có cảm nhận gì anh như thế nào khi lần đầu gặp anh? Em thấy anh là người hoạt bát, vui vẻ, hiền. Em cũng thích là cái kiểu người như vậy. Em có hay tham gia các chương trình công tác xã hội hay thiện nguyện gì không? Thiện nguyện thì em thích tham gia, nhưng mà do cái hiện tại á, cái tính chất công việc của em á, thì em không có thể đi ra ngoài được. Em nghe nói là anh tập gym mà anh tập ở phòng nào mà em thấy anh chưa có được gọi không ạ? Anh hiện tại là anh tập gym ở phòng gym Mỹ Thuận ở gần cửa 4 Tòa Thánh á. Tập nhưng mà thời gian cũng phải đi làm với hay đi thiện nguyện nên cũng chưa xuống được nhiều. Anh sẽ cố gắng xuống nữa. Chắc sau chương trình này mình sẽ đi tập gym chung nhau. Rồi quyết định vậy đi. Tại em buổi sáng của em là em tập aerobic ở ngay chỗ gần công viên Hòa Thành. À anh biết rồi. Anh này anh nhảy aerobic chắc anh bị lên máu rồi. Dạ không, em có thể theo gym được chị. Theo em thì có thể là bao lâu mình có thể em cưới được. Em nếu thì em không nhau. Có đặt qua cái khoảng thời gian nào hết. Chỉ có thấy là hợp nhau thì mình tự bàn bạc với nhau là mình tiến tới thôi. Rồi em thích xin bé trai hay bé gái? Em là thích tự nhiên, trời cho gì thì mình nhận đó. Đứa nào cũng là con mà. Dạ. Đến với chương trình này thì anh cũng chỉ mong là chúng ta cho nhau một cơ hội hợp nhau thì chúng ta sẽ có thể tiến tới được xa hơn nữa. Dạ, em đồng ý với định của anh. Trời ơi, gọn nha. Dạo này ông Mai bà mối có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản quá. Nói chung quá. Là chúng ta thấy hợp đầu tiên là được rồi. Chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn nhớ bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Xứng đôi nha, giảm 5kg nữa nha em. Hôm nay có ba đi rồi có dượng gì đi nữa là quá hợp lý rồi. Hôn cái hôn đầu tiên đi các bạn. Ba cười là xin ba đi. Xin ba, trời ơi. Dạ, bác cháu có thể cho con xin phép không bằng hàng được không ạ? Bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không không nữa? Nhưng mà dạ, đúng rồi thì đó đó, đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng là có duyên với nhau. Hồi trước thì em lên đăng lên hình hôm tháng 11 á thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái. Chương trình đó, anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong đây lần thứ 3. Hay quá. Lần này thứ 3. Bất quá tam ba bảo lần này rước cô dâu về luôn nha. Có kìa chưa. Đó là cái duyên. Em đúng hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng được cả nhưng mà. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh, em sinh năm 94, em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại công việc của em là chăm sóc khách hàng tại tổng đài của VTV Cap ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn máy bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Phạm Văn Thăng, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đắk Nông. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Bây giờ mình đang ở Đắk Nông luôn hả em? Dạ, em ở Đắk Nông chị. Cô bạn gái bên kia ở đâu vậy? Dạ, bạn quê ở Đắk Lắk. Quê em ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở Đắk Lắk thì coi như trên đường về Đắk Nông rồi. Dạ đúng rồi, em phải đi qua Đắk Nông thì em mới tới được Đắk Lắk. Đúng rồi, muốn về nhà mình phải đi qua nhà chàng trai ấy. Hôm nay duyên gặp nhau rồi, Đắk Nông và Đắk Lắk ha. Dạ, nói chung là cùng quê. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Thích ca hát, sống tình cảm và có trách nhiệm, hơi nóng tính. Em nấu ăn thì chỉ biết nấu món thịt thôi chứ còn cá thì em không biết nấu. Nấu chắc cho một mình em ăn được thôi. Bạn trai. Ưu điểm của em là người thật thà, trung tình, còn khuyết điểm rất là nhiều ấy. Em nói to xong rồi, nói to nhưng mà bản thân thì nói xong rồi thôi, không bao giờ để bùng một vấn đề gì cả. Em biết nấu ăn, nói chung là việc chứ em cũng biết làm. Bên đây ta làm hết luôn rồi đó, khỏi lo gì hết trơn á. Rồi, vậy chỉ làm vợ thôi. Anh cho em hỏi là nếu mà mình quen nhau thì
anh có chịu xuống Sài Gòn thăm em không? Ở đây thì mình cũng chia sẻ thật, mình ngại yêu xa. Thường giờ bảo là yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Công việc cái này cái kia là có chuyện gì buồn nó cần gấp mà bảo là xuống ngay liền thì không xuống được, thì dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi là anh không quan tâm em nhiều. Đó là mình chia sẻ thẳng. Còn nếu mà đã tìm hiểu á, cảm thấy á mà hợp với nhau á, thì quãng đường thì cũng không vấn đề cả. Mình có thể tin nhau thì trong một tháng mình có thể gặp nhau một lần, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau như thế. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nên là nếu mà anh nói như vậy thì em thấy anh cũng đồng quan điểm với em á. Tôi nghĩ thế này là các bạn, bây giờ phân tích cái đó khó lắm. Những người ta ở Hà Nội, tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh mà. Giống như tôi vậy đó, tôi yêu vợ tôi ở Bình Định còn xa các bạn nữa, không có đi xe còn xa nhiều nữa, vậy mà vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau được. Không quan trọng, quan trọng tình yêu của bạn đủ lớn hay không thôi. Hôm nay các bạn có duyên với nợ với nhau không nha. Rồi bây giờ tiếp tục tình trường đi. Em trải qua hai mối tình kéo dài khoảng 12 năm. Em vào Đắk Nông lập nghiệp thì em có bảo bạn gái vào cùng thì bạn gái không chịu, cô ấy nói là không vào thì em chấp nhận là chia tay. Còn mối tình thứ hai kéo dài được 3 năm, chia tay cách đây cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Thì năm đó thì em có bắt xe cho bạn gái về quê ăn Tết, em ở lại. Thì em có nói một câu đùa thôi, Tết năm nay á mà em về á, ở ngoài quê á, có anh nào mà tốt hơn em anh á thì em lấy người ta luôn. Thế là Tết năm đó là người ta lấy chồng luôn. Trời ơi. Nhưng mà lời nói của bạn hên ghê. 12 năm yêu nhau một cái thời gian rất là dài cho hai người tình nha. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên là do anh đó ở Long An, em thì ở Đắk Lắk. Em thì em chỉ suy nghĩ là em chỉ muốn về Đắk Lắk thôi, chứ em không có muốn là lấy chồng xa. Tại vì thực chất là nhà em chỉ có em với mẹ em thôi. Vậy giờ anh này là hợp rồi, mới mốt về Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Đắk Lắk gần nhau nè, đúng không? Dạ. Để tôi qua tôi coi mặt bên đằng gái cho nó coi, coi. Bây giờ buồn quá, chào em gái. Dạ em chào anh. Hả? Đắk Nông với lại Đắk Lắk sát bên nhau. Mẹ em muốn về quê sống với mẹ đúng không? Dạ. Như vậy là rất hợp lý, chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy được. Được rồi, tấn tới luôn nha. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ bạn nam thì trầm tính một xíu. Trầm ơi, quá trầm luôn, luôn á. Dạ đừng có bụng bự. Hả? Có không? Không. Sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh á. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để anh coi chúng ta là thôi. Em cảm giác nãy giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu phần trăm? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì muốn tìm người như thế nào? Em muốn bạn nữ là lanh lẹ, nói nhiều, biết nhậu. Gặp bạn nữ mà nói nhiều mà nói nhiều mà còn biết nhậu nữa là lè nhè dữ luôn. Vì em không biết nhậu nên là nhiều khi giả sử như bạn bè anh em đến nhà thì nếu mà chồng không uống được thì vợ tiếp có say nữa thì chồng lo hết, không việc gì cả. Nên là quá thế bây giờ khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Em nói thật anh chị với quý vị khán giả, em là chuẩn bị hết cả rồi, còn thiếu chắc cô dâu nữa thôi. Là mình sẽ làm dâu đúng không em? Dạ em không làm dâu, em ở riêng, học xong 12 là em tự lập tới giờ. Em ở nhà riêng luôn hả em? Dạ. Quan điểm của em á là học xong xin việc xong thì trả lại muốn là vô được biên chế xong thì lại mua được miếng đất, mua được miếng đất thì cứ lại muốn xây nhà được cái vợ để cho vợ sau này coi phải vất vả. Thế là cứ thế tới giờ, vẫn ở không? Dạ. Tốt quá. Không biết bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không nữa, nhưng mà dạ, đúng hôm rồi trước đó. Thì Đó. Đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng là có duyên với nhau. Hồi trước thì em đáng lên hình hôm tháng 11 thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái. Chương trình báo anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong đây lần thứ 3. Hay quá. Lần này thứ 3. Bất quá tam ba bận lần này rước cô dâu về luôn nha. Khó ghê chưa. Chúc mừng em. Đó là cái duyên là em mà... luôn đó hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng bị cảm nhưng mà em nghĩ là lần thứ 3 nếu không được là chắc em là không có duyên nên thôi em cố gắng hết mình. Chị là duyên quá rồi, mình phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân và đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi, chào em. Em cho ý kiến về em trai này đi. Bạn em thì hơi sôi nổi một xíu,
anh bên này thì em thấy là có vẻ là khá là trầm tính. Em không biết là yêu xa thì hai người sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là quyết định là vẫn nằm ở Thanh nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với em đồng nghiệp. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của anh Thăng. Nhận xét về anh Thăng thì tính thì cũng trầm tính, về tình yêu thì cũng hơi rụt rè. Lên chương trình này thì cũng gặp được bạn nữ đây, thì mong hai bên tìm hiểu nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên, cố gắng chút xíu nha. Trong tình yêu chúng ta phải cố gắng chút xíu. Nào, kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ, anh cho anh. Con quà. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúng ta trò chuyện với nhau đi. Cho anh hỏi là em làm việc ở dưới này á, thì em có thường xuyên về đến nhà không? Dạ có, em hay về nhà lắm. Thỉnh thoảng có thời gian thì một tháng em sắp xếp tầm khoảng 1-2 lần em về thăm mẹ em. Nhà em chỉ có mình em với mẹ em thôi. Em cũng ngại vấn đề mà quen xa thì không chăm sóc được cho ba mẹ em á. Ừ, Đắk Nông, Đắk Lắk nó còn gần gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Có, anh có thể xin em một công việc nào đó gần đó thì gần mẹ hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, mình đừng bàn đến cái chuyện xa hay gần nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cái quan điểm tình yêu của các bạn như thế nào. Em có hay ghen không? Dạ có ghen, nhưng mà ghen đúng thôi anh. Con gái thì ai cũng hay ghen, nhưng mà thực chất nếu mà người đó làm cho em tin tưởng thì không có vấn đề gì hết. Đối với bản thân anh thì cũng ghen, nhưng mà khi mà anh thấy hoặc là chia tay anh mới ghen thôi, còn ai nói gì anh mặc kệ. Thì nếu mà yêu á thì anh rất là chủ đừng, rất là tốt. Anh có thể làm cái sọt rác cho em, để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì, có thể trút vào anh. Có thể chửi bới hay là gì anh còn làm tin. Sau anh ngoài đi đổ, đúng không? Đó. Anh thì không phải là làm dâu. Anh thì một mình anh sống từ khi em đi học tới giờ rồi. Thì sau này mà có yêu á thì em xác định về trên nhà ở. Anh có thể theo em về ở trên nhà. Hay cái quá. Đó là anh không lo ngại về, bởi vì mình là anh là con trai, có thể ở buôn mê xuống đi làm ở đó thứ bảy chủ nhật anh về. Ý là trong quá trình đi lại thì anh có thể sắp xếp được. Anh nghĩ đó là lời nói chân thành nhất đó em. Quá hay, không còn gì xuất sắc hơn. Nào. Đây, để tay nhau, còn nút bấm đi bạn. Kiểm tra một lần nữa nha, xem nhịp tim của mình có đập hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời bạn. Quyết định đợi những giây phút cuối. Phút 90 bù giờ. À được chứ, mở ra được không? Ướm lên thử. Cô nào này thích áo trắng, trời ơi xinh quá. Được chưa, rất là đẹp. Em rất là cảm ơn anh về món quà này. Chúng tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Nếu có dịp chúng ta đến đây xem phim nha. Hai bạn có hỏi thăm nhau đi thôi. Có bà con vậy nha. Bạn có gần nhau không? Mày ở quê rể là mày ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? Anh ở Sơn Tịnh luôn. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bên bức màn khi nghe luôn nha. Thì em tên là Bạch Ngọc Phúc. Em năm nay là 31 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang làm việc cho một công ty kiểm toán ở quận 2 ạ. Em cũng rất vui khi được tham gia dự chương trình và mong muốn tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Ngọc Phi, em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại em đang làm dược sĩ ạ. Và em đang sống ở Bình Tân. Em ở Quảng Ngãi luôn hả? Dạ, Quảng Ngãi luôn anh. Hai bạn có hỏi thăm nhau đi. Hỏi có bà con vậy nha. Bạn Ngãi có gần nhau không? Mày ở Quảng Ngãi là mày ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? Anh ở Sơn Tịnh luôn. Tiếp tục có phường xã nào? Anh ở xã nào? Anh ở Tịnh Hà. Ồ, em ở Tịnh Giang. Tịnh Giang với Tịnh Hà thì cũng gần lắm em. Thôi hỏi coi ba má tên gì, có quen không? Bà con nó mệt lắm à. Lúc xưa thì ba má anh cũng hay làm việc ở trên đó. Nhưng bây giờ khi mà lớn tuổi rồi thì ba má anh cũng về lại với Tịnh Hà rồi. Rồi, hai bạn là cùng quê mà coi như gần xã nhau luôn đó. Mà hồi đó giờ gặp nhau, bây giờ gặp nhau là cái duyên dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ nói chút xíu tình trường của mình đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi chị. Kết thúc cái này cũng 3 năm rồi. Mình quen bao lâu rồi mình chia tay? Dạ 3 năm chị. Quen 3 năm. Quen 3 năm thì cũng tìm hiểu kỹ rồi. Tại sao, lý do gì chia tay? Bạn kia bắt say nắng nên là
cho bắn đi theo nắng luôn. Thì em cũng thiếu quan tâm tới họ đó. Ồ, vậy hả? Họ kêu em thì không biết cách giữ họ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà thì họ giữ mình cho nó kia em phải giữ họ. Trai, em sẽ giữ bạn gái hay là để bạn gái giữ em? Dạ em sẽ chủ động giữ bạn gái chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình lúc đi học. Đi học bỏ qua đi, mối tình mà sau khi lớn đó. Từ khi mà ra trường tới giờ thì em chưa yêu thêm một ai ạ. Thì đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Em chưa tìm được một người nào mà mình có thể trò chuyện tâm sự được à? Thật ra thì trong 7 năm qua em cũng chủ động tìm kiếm cho mình một cái mối tình. Nhưng mà những cái người mà em tìm hiểu thì hoặc là chưa có yêu hoặc là đã có người yêu rồi. Cho nên em vẫn ế tới giờ. Tiêu chuẩn tìm người bạn trai của em là như thế nào? Tiêu chuẩn bạn nam của em là phải cao 1m68 nữa là anh chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Nói nhiều một xíu chị, nhưng mà đừng nói dai. Tôi là người sống với gia đình chị, biết quan tâm tới người khác một xíu. Đặc biệt là quan tâm tới em xíu là được rồi. Em cũng vậy, em cũng phải quan tâm đến bạn trai của mình nha. Chứ vô tâm nữa là anh say nắng người khác nữa à. Ha. Em có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra như thế nào không? Em thích người giống ba em đó chị. Đẹp trai. Mà lúc nào cũng chỉ làm vì vợ, vì con thôi chị. Một người đàn ông sống cho gia đình. Rồi. Bạn trai. Em thích một bạn gái dễ gần và vui vẻ. Em rất là mong muốn một cái không khí vui tươi trong một gia đình sau mỗi ngày làm việc vất vả về bên cạnh những người thân của mình. Hỏi bạn gái một xíu, những lúc em rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài giờ làm việc trong công ty? Cứ em rảnh giờ nào là em đi kiếm cái khác em làm tiếp. Là em đang chạy rap chị. Chạy hai bánh. Chạy hai bánh, chạy không đơn, chạy rap. Trời đất ơi. Chạy ôm á mà. Giỏi vậy. Em công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ mạnh mẽ lắm ha. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn em mà nói bất ngờ luôn á. Em chạy xem công nghệ mà. Ủa đi làm dược là làm ban ngày đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là nếu em chạy là em phải chạy ban đêm. Dạ không. Sáng em làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xong cái 2 giờ chiều đến 4 giờ đó em rảnh em biết làm gì. Em đi chạy. Chạy xong tới 4 giờ chiều đến 8 giờ rưỡi đêm là em đi bán thuốc tiếp. Em thấy đây là một người con gái gọi là mấy cái khúc mà ví dụ như khách người ta đặt ngay, người ta thấy tới thấy con gái có ai phản ứng gì không? Có chị, cũng có một số nam họ ngại nè, để nữ chở. Đằng sau lưng em ta ngại hả? Đúng rồi. Cái ta kêu thôi em ra làm sao để anh chở em luôn có không? Có chứ chị. Em có chịu vậy không? Dạ thì cũng tùy theo người mình chịu chị. Em thí dụ giờ em buồn có chuyện gì em đi làm thêm, nhưng giờ nếu có người yêu lấy chồng về thì phải lo cho gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy em có muốn lấy chồng sớm không? Dạ cũng muốn anh. Khoảng bao lâu? Với em nó không quan trọng thời gian anh, quan trọng là cái đối phương của mình nó như thế nào thôi, và nó đủ chỗ dựa để mình dựa chưa thôi. Ừ đủ chỗ dựa thôi hả? Để anh hỏi anh này, anh để dựa được không nha? Rồi được rồi đó, anh kia anh nghe để coi như thế nào. Wow, cười chấm chím rồi đó. Rất thích cô này. Bây giờ để chị qua chị coi cái anh bên này coi sao. Hỏi cho kỹ nha chị. Hỏi kỹ phải không? Em muốn hỏi cái gì nữa không? Muốn hỏi cái gì? Chị chấp được là em thấy được. Tin tưởng chị ha. Dạ, chào bạn. Chào chị. Lúc rảnh rỗi thì bạn làm gì? Ban ngày thì em đi làm. Còn tối thì em theo đuổi cái đam mê của mình đó là em thích dạy học. Khi này về mình anh rảnh mình đón xe ôm đi chơi nha em. Nhớ dạ. Nha. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Em thì bây giờ tùy thuộc vào bạn nữ. Bạn nữ muốn lúc nào thì em cũng có thể tiến tới được cả. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, mọi thứ thì em đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi cô dâu thôi. Thiếu mỗi cô dâu thôi ha. Dạ. Mình có cần phải làm dâu không em? Dạ không. Do em xác định là em làm việc ở trong Sài Gòn, cho nên là em mua nhà và ở trong Sài Gòn luôn. Chỉ lúc về già đó chị, thì em sẽ muốn một cuộc sống an nhàn. Về già thôi, rồi chui vào nghĩ xa quá rồi. Mà sao còn không tự tin hay sao mà nói chuyện không dám nhìn mặt tường mà cúi xuống dưới không vậy? Em không mộ gì cái tường lâu lắm. Không mộ gặp được phải gặp chị chứ. Hâm mộ thì gặp tại nhà tôi ôm hung liền á. Lát nữa dù mình gặp bạn gái mình phải nhìn thẳng cổ chứ không lẽ cứ cúi xuống nói vậy hoài. Dạ. Thì em có cái gì em có điều gì em cần yêu cầu ở nhà gái nữa không? Dạ để lát nữa em sẽ tâm sự với bạn nữ. Tâm sự bạn nữ ha. Rồi được. Rồi hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi được. Với các anh chị ở trong công ty ạ. Rồi cho đại diện anh chị nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ chào chị. Dạ em nói với anh Phúc trước. Anh Phúc ơi, em thấy chị hiền, chị nói chuyện dễ thương. Anh thấy thế nào anh cũng bấm nút thôi à. Chị ơi, anh Phúc á, thì ảnh hiền, không uống rượu bia, không hút thuốc.
À, anh biết nấu ăn nữa, nhưng mà tới bây giờ thì anh ấy là do anh không biết nói chuyện với con gái chị. Anh có thích nói chuyện với con trai không? Thích con trai hơn gái không? Dạ không, thích con gái hơn. Mà sao ảnh em là bạn của anh hả? Dạ dạ, đồng nghiệp chị. Đồng nghiệp mà dạ. Trong cơ quan có nhiều cô cũng xinh giống như em vậy không? Dạ. Trời ơi, nhìn thì biết rồi. Chung không đó hả? Dạ. Xin không mà sao có khi anh không tán tỉnh mấy em mà anh phải đinh đến với chương trình. Tại bọn em thấy vậy nhưng mà anh không nhìn chị. Sao vậy? Dạ em không biết nữa. Anh chưa. Anh nhát lắm hả? Dạ không, bọn em thì quen rồi thì anh nói chuyện bình thường à chị. Mà em thấy rồi cặp đôi này rồi, nếu mà hai người đều hiền đều nhát vậy rồi làm sao có hợp không? Dạ chắc cũng được. Được hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với cô, với hai đứa em, với một người đồng nghiệp ạ. Rồi, cho gặp cô đi. Đây là cô ruột của bé Phi. Dạ. Rồi. Cô thấy cháu giờ rể tương lai này được không? Thấy cháu rể tương lai rất là được, hiền lành, tính cũng vui. Nói gì với cô đi. Dạ thì hôm nay gặp cô và em thì đó cũng là một cái duyên đối với cháu. Thì cháu mong rằng là sau này cháu sẽ có cơ hội để lên thăm cô thường xuyên và được gặp gỡ với em thường xuyên để cháu có thể gần gũi với gia đình mình nhiều hơn ạ. Cháu xin cảm ơn cô. Em muốn nghe ý kiến của em trai xíu được không ạ? Muốn nghe ý kiến em trai, em ruột hả em? Dạ em họ ạ. Em họ, nghe ý kiến em trai. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý khán giả trong trường quay ạ. Chị em thì nhìn nhỏ con dễ thương, tính tình cũng mạnh mẽ và biết tự lập. Có một điểm thấy là cái gì chị cũng biết làm nên nhiều khi là phải cần một cái chỗ dựa vững chắc. Còn anh bên này thì anh em thấy là anh rất là được, nói chuyện thật thà, tính tình hiền lành. Nhưng mà em thấy có một cái hạn chế một xíu là chị em cũng không có được cao, mà anh thì em nhìn cũng chiều cao cũng không được hạn chế lắm, nên em có phần lo lắng một xíu về cái con cháu sau này ạ. Còn về phần tính tình và cái công việc của anh hay là cái cách cư xử của anh thì em thấy rất là hài lòng. Nói chung là em thấy anh này rất là được, cái đó là cảm nhận của em thôi, phần lại là chị sẽ quyết định ạ. Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn em. Yên tâm đi, có những cặp vợ chồng không được cao nhưng con rất là cao. Anh nghĩ hai chồng mà nếu mà có con về mà chăm sóc tốt thì chiều cao vẫn tốt, không lo. Được chưa? Rồi, dạ. Quan trọng là bây giờ rồi. Hai bạn nhìn nhau và cảm nhận về nhau như thế kéo nào? Kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. Mình có bó hoa tặng bạn. Cảm ơn bạn. Chúng ta cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, cảm nhận như thế nào? Thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thể cảm nhận được em một cái sự gần gũi và thân thiện. Em cũng là một cô gái dễ thương, lại là người cùng quê với anh nữa, cho nên đó là một cái điều mà anh rất là thích. Nhà anh được mấy anh em? Nhà anh thì có hai anh em thôi. Em trai của anh là đã lấy vợ và có con hơn 2 tuổi rồi, cho nên là anh bây giờ là bị gia đình hối lắm rồi. Em có hay xuống Tịnh Hà chơi không? Tịnh Hà với Tịnh Giang thì quá gần luôn á mà. Dạ, em đi ngang thôi chứ biết xuống anh. Gái cảm nhận gì về người đối diện? Anh đứng lên xoay vòng cho em xem thấy được không? Đúng rồi đó, đứng đi. Thiệt thà quá. Xưa giờ thấy là đi coi mắt vợ, kêu vợ quay vòng vòng thôi chứ chưa bao giờ thấy coi mắt chồng mà bắt chồng quay vòng vòng vậy đó. Không dễ thương mà. Giờ hát bài tặng cho cổ cái đi. Đứng lên hát luôn cho nó mạnh mẽ lên. Đó, cho cổ thấy vừa ngắm nhìn mình luôn. Ngày hôm qua anh nằm mơ thấy em đó trong giấc mơ. Em thật là dễ thương ghê. Tại sao ta không làm quen với nhau để cho giấc mơ không còn là giấc mơ. Đừng đi đâu ấy, đừng đi xa, cho người ta cũng đừng xa ấy, cho yêu thương sẽ mang đến đây, xin cho anh đến bên đời em ấy ơi ấy a a a a, sao anh thương ấy quá đi à, ấy ơi ấy siêu lòng đi nha, nha 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 ấy ấy nha nha. Dễ thương nhỉ. Ấy ơi à, ấy 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 à. Sao mà được không em? Cảm nhận về anh như thế nào em? Em thấy anh cũng được, cũng hiền. Gặp nhau đây thì anh mong muốn là em hãy cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn. Biết đâu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình.
Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ trong cuộc nói chuyện tôi thấy cô gái ngồi chỉ nhìn chàng trai cười. Và trong đầu cô gái suy nghĩ điều gì chỉ cô gái biết thôi. Cô ấy sẽ trả lời bằng cái nút bấm. Rồi, để tay vào nút bấm đi. Một anh chàng rất dễ thương, một cô gái cũng bản lĩnh. Liệu hai người có hợp nhau không? Quyền quyết định ở các bạn. Bấm hay không bấm, chúng tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Chúc mừng chàng trai, chúc mừng cô gái. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Duy Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng cho các bạn là một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn đồng ý kết hôn thì Bana TV sẽ xuất hiện trong gia đình của các bạn. Cái mẫu người thế nào? Mẫu người phụ nữ truyền thống, không trang điểm nhiều quá, giống chị Cát Tường rồi. À, chị thì hơi lẹ lẹt đó. Anh ơi, em rất là đơn giản. Giới thiệu cái cho nó sớm coi. Dạ, chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Cát Tường. Em tên là Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Đới Văn Ti. Ti, Ti, tờ y ti hả? 28 tuổi, đang sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Làm nghề gì bạn? Em làm quản lý bảo trì công ty trong nhà máy bê tông Quốc Sản Hùng Vương. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Mỹ Hương. Năm nay em 28 tuổi. Quê của em là Quảng Bình, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và công tác ở Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non ạ. Bạn nữ 28, bạn bên đây cũng 28 vậy, bằng tuổi hả? Dạ. Cô giáo mầm non hát được á, bây giờ hát bài cho nó phá tan cái không khí. Đúng rồi, cặp kia không có kết hôn, ủa không có đồng ý hẹn hò, hôm mai bà mối đang buồn quá. Ừ. Em hát tặng cái không khí nó xôm lên các em. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây trên dòng sông sâu. Hay quá, ngọt rất ngào là lắm. Ngọt ngào. Rồi em trai hát bài đối đáp liền. Bằng lòng đi em, anh về quê thăm má con trầu. Tiếp tiếp tiếp. Mẹ cha nên hỏi. Lại làm lại, 2, 3, bắt đầu. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Bài lần thứ 3, 2, 3. Hát đàng hoàng cái bài này nha. Bắt đầu. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Khó quá, khó quá luôn. Em gái, em đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em, một người biết chia sẻ, biết quan tâm và sống có trách nhiệm, có công việc ổn định ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích một người là nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Bạn trai bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Có nóng tính, gia trưởng không? Hơi nóng tính chứ còn gia trưởng thì không. Vậy đơn giản mà. Em trai, bạn em trai thích mẫu sao? Người thế nào? Anh mặc đơn giản, mẫu người phụ nữ truyền thống. Không trang điểm nhiều quá, đi đâu cũng đi trang điểm nhiều thì cũng... Ta trang điểm đẹp chứ có gì đâu. Không phải, tôi ví dụ như thế đi làm hoặc là đi ra ngoài đường. Không, ví dụ như thế mình chỉ đi ra ngoài đường không, mình cũng trang điểm thì... Anh ơi, em rất là đơn giản. Ta ra đường ta trang điểm vừa đẹp cho mình, vừa đẹp cho gia đình, cho chồng, cho xã hội nữa. Mình có nở gì mặt đâu, nở mày chứ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Giống ai không? Giống chị Cát Tường được rồi. À, chị thì hơi lẹ lẹt đó. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm lo cho gia đình, với này cũng chiều bạn gái phần nào, cũng biết nấu ăn phụ việc gia đình. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì đôi khi hay quên, hơi nóng tính thôi. Bạn gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, rồi em biết nấu ăn, biết ca hát. Chuyên ngành của em là mầm non thì em có năng khiếu là dụ dỗ nít á, là chăm sóc con nít được. Dạ. Dỗ người lớn được không em? Dạ không, dỗ nít chứ người lớn thì chưa biết ạ. Chưa biết à? Có khi người lớn dỗ lại. Có bị ai dụ chưa? Dạ dụ chưa được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 4 năm rồi chị. Cũng lâu quá ha. Bạn trai sao bạn?
Mình có yêu ai da diết lần nào chưa? Chắc là mối tình đầu tiên. Mấy năm? 3 năm rưỡi. Rồi mối tình kế tiếp? Khoảng 3 năm. Rồi mối tình kế tiếp nữa? Được 7-8 tháng. Vậy là bạn yêu không là gần cái chục năm rồi đó. Mấy mối tình thôi mà. Mối 3 năm mấy tháng sau là cùng là gần 7, coi như 7-8 năm rồi. Nếu bạn rút ra kinh nghiệm, bạn sẽ làm gì để có thể giữ được mối tình lần này? Vậy như thế là mình chăm sóc quan tâm bạn nữ nhiều hơn. Đúng rồi. Mình tiết kiệm về lo cho những cái gia đình mình. Nói giờ thiếu quan tâm đến bạn gái ha. Giờ phải quan tâm đúng. Nhưng rồi. Mà bây giờ nếu như sau này mình lập gia đình thì mình định sẽ là sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Ở Biên Hòa, Đồng Nai luôn chị. Hồi nãy bạn gái nói ở đâu bạn gái? Dạ em ở Xuân Lộc ạ. Gần nhau không? Xa. Cách nhau gần 100 cây. Thôi. Rồi thí dụ như em qua chỗ bạn gái ở được không? Cái đó em cũng chưa biết được, tại vì dưới đó không biết là công việc nó như thế nào đó, chứ nhiều khi ví dụ chút như xíu nữa dở mà hai bạn mình tính toán với nhau thử chuyện đó ha. Rồi ok. Được. Anh sẽ qua gặp bên thằng gái coi sao nha. Thằng gái. Nếu bây giờ em phải đi theo anh ấy em có chịu không? Khi mà gặp nhau tìm hiểu mà hai người hợp á thì cái chỗ nào mình cảm thấy thuận lợi hơn thì mình theo thôi ạ. Bây giờ mình nghe anh ấy nói chuyện mình có cảm nhận như thế nào? Thì em thấy anh cũng chắc là cũng chững chạc. Quan điểm thì cũng được nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Thôi mình gặp để mình hỏi rõ hơn ha. Dạ. Mà hôm nay tụi em có đi với người thân không? Dạ, em đi với cô hiệu trưởng trường em, sếp của em. Rồi à. Có cậu em trai em và các chị em đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh với là Cát Tường. Dạ, chào với cô. Quý vị khán giả trong khán phòng. Thì Hương là một giáo viên rất là dễ thương. Dạ. Vì cái ngành mầm non mà yêu nghề mến trẻ với là rất là gần gũi với mọi người. Còn riêng với chàng trai hôm nay thì cho cô được hỏi là gia đình chàng trai hiện đang ở đâu? Dạ, bố mẹ đang ngoài Bắc. Dạ. Vậy là em vô đây một mình? Dạ, có anh trai đây. Nếu như mà hai bạn có duyên mà gặp gỡ với nhau, cái hướng tương lai tới thì em sẽ quyết định như thế nào? Em đưa Hương về Bắc hay là em đưa Hương về Biên Hòa hay là về Sài Gòn? Nói chung là chúng ta nói thẳng nói thật ở đây thì nó sẽ hay hơn. Công việc thì nếu mà cũng đang ổn ở Biên Hòa Đồng Nai, nếu mà sinh sống thì chắc là nếu mà ấy về thì chắc là về sinh sống làm việc Đồng Nai thì sẽ làm ở đó. Rồi có bạn bè có ý kiến rồi nào? Có ai muốn dạ em xin chào chị Tường và anh Linh và chào quý vị khán giả. Thì em là chị đồng nghiệp với Hương và cũng là chị em rất là thân thiết, cũng có thời gian ở chung với nhau. Về bạn trai bên này thì theo em nhận xét thì bạn cũng rất là lanh, có công việc ổn định thì cũng mừng. Hương á thì cũng quê ở xa, cũng mong muốn là tìm được một bạn trai là biết chia sẻ quan tâm, thì mong là bạn trai sau này chia sẻ với bạn với Hương. Rồi, cảm ơn. Bạn trai thì sao? Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với chú của em ạ. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Chú ruột á hả? Dạ, mình lấy dì Út của Ti. Dì trong nhà mà. Dạ đúng rồi, thấy cô bé này cũng được. Chỉ có một cái là không bằng dì cưng thôi. Chú nói là quen á, quan trọng là nhìn nhau cái đầu thôi. Rồi vấn đề đi đến hôn nhân, chứ đừng có quen mà quen chơi cho vui thì mất thời gian nhiều lắm, càng nhanh càng tốt. Chứ đừng có mà dây dưa, nó mâu thuẫn nhiều lắm. Tại vì không có ai hoàn hảo. Dạ. Chắc Ti cũng biết Dượng đó rồi. Dượng nó quen gì nó trong vòng tháng là tắt luôn. Ba nốt nhạc, bấm nút luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Có nghĩa là bây giờ được là cưới luôn. Cưới luôn mà không được rồi, thôi kiếm người khác lên. Mất thời gian. Kéo màn lên. 28 tuổi rồi ha. Được, em cầu hôn mình làm luôn nha. Nhớ nghe lời Dượng nha. Rồi, mời hai bắt bạn. Bắt đầu. Có 2 phút thôi các bạn. Dạ, anh làm việc ở Biên Hòa. Vậy thì tương lai anh có lập nghiệp ở trong đây không ạ? Tức là tương lai là tính ở đây, lập nghiệp ở đây chứ không có về Bắc hay là gì. Thì em nghĩ thì ở Biên Hòa về Xuân Lộc thì cũng không xa lắm anh. Vậy thì anh có cái kế hoạch gì cho cuộc hẹn hò nếu mà hai người đến với nhau? Tức là một tuần chỉ được 1-2 lần. Vậy cũng được. Tại vì công việc của ai cũng có công việc riêng của mình, thì chỉ có rảnh được vào ngày Chủ Nhật. Trước giờ thì cũng có xuống đó vài lần nhưng mà nhiều khi cũng xuống xa cho nên không biết là... Em thấy đâu có xa thì... đâu, cũng gần mà. Đi xe, đi xe có tiếng rưỡi à. Không, tại vừa tối ví dụ như muốn đi chơi hẹn hò gì đó thì... Gì đây? Hơi xa vậy. Cái gì mà một chùm này vậy? Gì? Ủa cái này cái gì đây? Thước gì? Chi vậy? Nhưng mà bảo trì thì phải đo đạt. Đứng lên đo cái cổ gì bảo trì gì không? Nhưng mà có ai đi lên đây hẹn hò đeo đem cái thước cái một chi? Phải, cái này lúc nào nó cũng theo em hết vậy. Đâu, đứng lên coi. Trời ơi. Làm gì kiểm tra đồ nghề người ta kỹ vậy? Tại làm biến cho nên thoảng đi đâu cũng cầm thôi. Hôm nay đâu có sữa đâu. Sở thích của em là gì?
Em thì rất là thích đi du lịch, đi phượt này nọ vậy đó, xem phim, hát karaoke với bạn bè. Còn anh sao ạ? Anh thì nói chung là cũng đa số cũng hay đi chơi cuối tuần, thằng cũng hay. Anh có thích đi du lịch không ạ? Đi du lịch thì nếu mà ấy thích đi phượt thì đi xe máy. Dạ. Dạ. Chắc là anh với em cũng sở thích. Đi chơi xa xa thì thích về miền Tây vui hơn. Dạ, ở đâu được đi chơi là thích rồi. Hiện giờ thì bố cũng đang ở trong đây thì nếu mà được thì sẽ sau một thời gian thì sẽ ra mắt gia đình. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nhìn thấy em thì cũng chững chạc, suy nghĩ thì cũng lo cho gia đình thì cũng cảm thấy được dễ thương. Thích lo cho cả trăm đứa con nít được mà đừng nói chi. Em thấy anh này thì cũng chững chạc, chắc là người đàn ông của gia đình. Bây giờ hai bạn nói chuyện tuy rằng ít nhưng xem lại trái tim của mình có đập chưa. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây nhìn thẳng vào nhau. Nào hai người đứng lên nào. Hết 30 giây chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta cảm nhận và quyết định hay không quyết định tùy các bạn. 30 giây bắt đầu. Đó, nhìn đúng rồi đó, nhìn kỹ từ đầu tới chân luôn đi. Sau này không có lầm lỡ gì hết. Được chưa? Được rồi. Yeah. Rồi, về chỗ ngồi. Bạn trai nói trước đi. Thì từ nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận thì thế nào vậy em? Khi mà mình gặp nhau ở đây rồi á thì cũng đã có một cái duyên rồi. Chúng ta cũng cho nhau một cái gì đó để tìm hiểu, để hiểu rõ hơn. Em trai nãy giờ nhìn mắt em gái, em thấy sao? Em nhìn thấy thì cũng có rung động. Có rung động đúng không? Dạ. Chúng tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, có rung động là được rồi. Suy nghĩ thật kỹ hết nha. Thời gian, suy nghĩ cho kỹ các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Hãy làm theo sự rung động của con tim nha. Đó là quyết định các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời hết gian. Thời gian. Em trai có bấm nút không? Dạ không. Hồi nãy em nói có rung động, nhưng lý do tại sao em trai lại không bấm nút? Sợ là nếu mà quen xa mấy này. Sợ quen xa. Rồi nhiều khi từ đây xuống dưới đó thì em cũng không chắc được sẽ xuống được thường xuyên. Mấy chục cây số là xa đó hả? Không phải, tại vì ví dụ như thời gian tìm hiểu nhau thì em cũng nghĩ dạng như mình dành thời gian nhiều hơn. Một cô gái rất là xinh, một cô giáo có thể chăm sóc con cái chúng ta rất là tốt. Một cô gái không ngại đường xa, nãy cô ấy nó rất gần. Nếu như mà lấy nhau thì cô ấy cũng sẵn sàng đến cái nơi của bạn sinh sống để mà ở đó cùng bạn lập nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái suy nghĩ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Nhưng mà thôi đó là cái quyết định của bạn thì chúng ta trân trọng thôi. Em gái con đừng buồn. Dạ. Em rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Anh tin chắc rằng có hàng triệu người chờ để anh này không bấm là người ta bấm đấy. Xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thấy vậy là được rồi đó. Tới luôn đi lên. Thôi bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tá cách nhà ở luôn. Trời ơi. À, dễ thương quá đi, thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh, em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì ngu lạ vậy? Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh. Nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Tuyệt. Mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Trời không ăn ơi. Hết là em dở nè. Vô này hơi căng nha. Căng rồi nha, làm dở ăn chết. Hèn chi mấy anh kia anh chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tính em bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm bột mì em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi. Cái này là thập cẩm luôn hả? Bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Ấy nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình bạn còn có tài gì nữa không? À, em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Ru ru thử một khúc coi, coi như bên đây là con đi.
đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi, ngọt anh nha, ngọt à. Giọng ca này anh Nguyễn Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Nguyễn Linh ơi. Vậy hả, vậy còn em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm xuống. Đụng chạm nha, đụng chạm nha. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiền, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi. Nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhán lắm, không dám hung ai đâu. Thí dụ lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ tốt. Thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai vậy sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Trí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá, cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mới không... gặp, mới gặp mà giống như mới đụng chạm nắm em tay mà hết. Hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng đụng cái em sợ. Mày gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị, chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Dạ. Đó mặt á được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến tiến. Nhưng mà giờ bạn ở nhà thuê em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó dạ em hỏi mẹ em lại nữa em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. À, anh ruột hả? Anh trai dạ. Thôi, đâu sao? Anh trai đâu? Dạ chào anh. Dạ chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi hả? Tới luôn đi Linh. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tát cắt nhà ở luôn. Trời ơi. Ở bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng chi ông anh nhất bắt rễ cho miếng tát nhảy tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, không mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh này là quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rễ là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Thôi cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị mất ơi. Mất mới gì mất nhuệ khí đàn ông. Ý, tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất rồi. Người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rễ rồi mất hả? Bỏ đi anh. Sao gì bỏ? Ở rễ là ở rễ. Anh ở rễ nè. Đó thì chứ tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Dạ chào chị, chào anh Quyền Linh. Chào dạ. Nếu mà em nó được thì dắt về chạy Vinh chạy tôm với câu cua. Hả? Anh có chạy tôm đúng không? Trời ơi, tôm ngon lắm à. Trời ơi, vậy là quá. Được rồi, quá được rồi. À, anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em Minh thôi.
Trời, mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được ạ. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì đâu mà. Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Gì cuối sợ như vậy? Dạ, em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết rung. Cho chàng hóa tay cho đỏ rung đi. À, em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên ra. À đúng rồi, thằng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Ờ, anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái thôi được không? Không, em không xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà, không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Tại anh không gọn nên anh mới kìa một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người về làm u sim hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn đến đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng nhìn nói đây nè, ông nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi, ghê gớm á. Ghê gớm. Dạ, biết cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó. Lù khù giác cái lù chạy tốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ, ghê lắm. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có, em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không dám nhìn được quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? Sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn bè. Sau cái chương trình này á, có 2 cái vé đi xem phim. Thì anh... anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê được 2 vé miễn phí không anh? Đúng rồi. 2 vé phí. Tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé, hai đứa mình đi riêng nha em. Trời ơi. Ý là ông ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em, để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em run quá à? Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có rung sao? Trời ơi, tôi nổi da gà rồi ba ơi, trời ơi, đó. Em nổi da gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm muốn đếm số mấy đếm? Số 3 2 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn em không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Không lẽ. Dạ thôi. Dạ thôi em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nha. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. Nè, vô xem phim mà cũng hô muốn hung cũng phải xin nha. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bà gái. Quên có một lần hả? Dạ quên nhiều lần.
Em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Cứ anh hứa Nguyễn Văn. Còn là về chưa hứa được đâu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em giới thiệu đi mình đi. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Cường Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Quảng Nam, và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty cổ phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi, ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng, sạch sẽ chị. Khuyết điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút. Và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn dữ, không? Lớn lắm. Lúc nào cũng ngáy hay sao? Không, mỗi lần đi nhậu á, về nó hơi mệt nên người nên ngáy nhiều. Chị có nhậu là nhìn ngáy thôi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh gái, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi, trời ơi, sao mà chậm vậy? Là em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều, bởi vậy ra ngáy nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngáy thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự chị ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. Dạ, ưu điểm của em á thì mọi người hay nhận xét em á là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em á là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ á, em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm, khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100 mét đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng cái đầu ngón tay thôi đó. Gì kì vậy? Dạ. Cái đó em cũng không biết, nhưng mà sau này em phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ, dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100 mét người ta 100 cái số. Như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Không yêu nhau. Cách nhau có 100 mét đường chim bay mà 3 năm gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay, chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình rằng, yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Anh trai. Cái đó tội nghiệp lắm đó nha, thấy thương lắm đó nha. Dạ, em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên chị. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có một lần hả? Dạ quên nhiều lần. Trời ơi. Nhưng mà gặp lại là... Cái đó là bậy rồi. Em quên lần còn phải tha thứ được. Quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lâu bu với việc làm đồ án đó chị. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ. Lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của Bắc chị ơi. Đừng có thừa cho cùi Bắc với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn. Hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được một lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm. Lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có 1 lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi xong. Cái này xong. Chắc chắn nội này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65. Em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Cỡ anh Hứa Nguyễn Văn. Hứa. Dạ, tại vì em mê trai đẹp. Còn này, là về chưa hứa được đâu. Tính tình thì em đặc biệt ghét người gia trưởng, gọn gàng, sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng, sạch sẽ đó. Dạ, dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Dạ, cũng có ít đó anh. Dạ, anh có gia trưởng không ạ? Không em.
Ảnh hẹn anh còn quên gia trưởng gì nổi như gia trưởng. Đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo. Chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em do không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể, tại vì đặc thù công việc là hơn cũng nhậu hơi bị nhiều. Rồi vậy hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới, có cá tính một chút là được rồi. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba ở nhà thối dữ lắm rồi chị. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Năm nay lấy luôn có kịp không? À, có nhanh quá không em? Vậy được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Tương lai gần nữa thì em ở trong này, còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết không? Ha, già dạ, chưa biết, tính sau đi ha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, đúng không? Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không, mà hiền cũng được anh. Hiền cũng được ha. Bạn nhà ở nhà hiền hơn, ngoài thì giữ. Thôi, chào em gái. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ, em hung lắm anh. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh. Dạ, cái đó chắc em làm được. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm được nay em đi với lại được. Thím với lại vợ chồng của anh hai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường à. Dạ. Chào bạn em. Dạ, chào. Chào Thím. Thiên á, đây á là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Cá tính của bé Hạ là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Đi Thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. Rồi, cảm ơn Thím. Giờ còn 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Hỏi đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ, chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Hội là người trầm tính. Em thấy bạn gái rất dễ thương. Có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam. Mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Thôi. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào em. Chào anh. Thôi chưa quên, cái vụ quên. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết, để anh tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Sở thích của em là gì? Ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Dạ được. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi bụi chiều thơm ngát. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh. Về tương lai, ví dụ như con cá hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Năn nỉ, anh nghĩ. Dạ, cái đó tính sao đi anh. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Tốt nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Rồi, cảm ơn em. Nói gì bạn gái đi. Lên nó hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Hả? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp. Và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em hy vọng
là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trời ơi là gì né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Nhờ nắm tay bạn gái rồi. Nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Điện chắc truyền qua lỡ chị. Dạ, em cũng có một... Anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi. Trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm như ông chờ hồi sợ quên bấm á. Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Nắm tay cũng được. Con xin phép thím với anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt. Cảm nhận gì không? Cười không vậy? Thơm chị ơi. Thơm lắm hả? Dạ. Về nhớ tổ chức sinh nhật thôi. Đây là những chiếc vé xem phim được cùng đạp xe Nhà Bóc 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay. Em Đỗ Tiến Tùng, 26 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện tại đang buôn bán cây cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán quận Bình Tân. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Anh, năm nay em 26 tuổi, cầm tinh con dê đấy ạ. Em được sinh ra tại Đắk Lắk nhưng mà lớn lên và học tập tại Quảng Ngãi và hiện tại thì em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh. Tình trường của mình như thế nào em? Trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình đơn phương lúc mà còn đi học. Có nghĩa là chưa có một mối tình nào chính thức hết. Dạ đúng rồi. Em có hiểu nguyên nhân tại sao không? Em thấy mình thuộc cung song ngư cũng khá là đa sầu đa cảm, nhưng mà chắc là do là chưa có xúc tác á chị. Chà, có vẻ cũng coi tuổi, coi đồ được. Em muốn tìm tuổi gì? Sinh năm 90 hoặc là 87 gì đấy. Bằng tuổi là có được không? Nếu mà tính tình anh đấy thì hợp thì được hả chị? Thua một tuổi được không em? Cái đấy không thành vấn đề đâu anh. Bạn trai, bạn em, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 2 mối tình. Một cái thời đang học lớp 12. Rồi, cái đó bỏ qua đi. Dạ, cái mối tình mới đây nè. Còn mới đây là hơn năm rồi. Tụi em quen nhau 3 năm. Càng ngày mình hiểu nhau quá thì cái độ thông cảm nó không còn. Hay là em khó quá? Không. Thôi mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình thông cảm nhau nhiều hơn không được hả? Dạ không khảo. Cũng khó hả? Vì, không, vì cảm là 3 năm mình rồi. Đã nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau rồi nhưng mà nó không tới đâu. Tức không ai chịu nhường ai hết. Dạ. Khi nói chuyện thì nhường nhưng mà khi về thì lại làm cái khác. Tại vì tánh cũng ngang bướng đó. Và bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em khá là thiện cảm với những anh chàng mà có khuôn mặt tròn, có nụ cười dễ thương. Chiều cao thì cỡ từ 1m68 đến 1m72. Thích cảm giác là đứng lên, gót lên hôn người đó thì nó sẽ lãng mạn hơn rất là nhiều. Xưa giờ được hôn ai chia chưa? Xích nữa chị. Xích hả? Xích nữa nghĩa là chưa hôn? Chưa. Mà tưởng tượng ra khoái là đứng nhón lên hôn. Hay xem phim thì thấy lãng mạn mà. Em trai cao được mét mấy em? À, em 1m70 chị. Dạ, đủ nhón rồi ha. Rồi, có yêu cầu gì nữa? Em cũng mong muốn là chàng trai cũng sống và quan tâm đến những người trong gia đình. Em thấy những chàng trai mà biết về máy tính hay là sửa chữa những cái việc ở trong nhà nhìn rất là cuốn hút. Em hay chơi các môn thể thao, ví dụ như cầu lông hay là bowling gì đó. Nếu mà anh biết thì có thể là hai người cùng chơi và thi đấu với nhau. Trời ơi, thi đấu nữa. Dạ. Biết môn nào anh trai? Em thì cái nào cũng chơi được. Còn em thì muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì chỉ cần bạn ấy cao 1m83 trở lên, hiền lành, chịu khó, lấy phép với người lớn là được. Còn em, mẫu người bạn trai em thích là về vóc dáng là chị qua chị coi mặt. Dạ, tròn tròn một tí. Tròn. Dạ, ôm ấm cho nó ấm. Cao mà tròn ăn khó, thường cao sẽ ốm. Thế lửa gầy có được không em? Không quá gầy là được ạ. Về nếu có cơ hội em đổ lên cho lên. Rồi, ok, chỉ cần có chiều cao để nhón lên hung thôi.
đẹp trai, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch sự, thiếu tròn chút thôi. Thiếu tròn cho nó dễ lắm. Thiếu tròn nhưng đâu cũng cho đó, đâu có thiếu gì đâu. Khi nào thì em tính chuyện hôn nhân? Từ 1-2 năm, nhưng mà hai đứa mà thể hiểu nhau được thì sớm hơn cũng được. Rồi lập nghiệp trong thành phố luôn hay là về quê? Em thì lập nghiệp trong đây nhưng mà cái xu hướng của em vẫn về quê hơn. Không biết bạn nữ như thế nào thôi. Tầm về 40 tuổi gì đó là em là không ở trong đây. Coi như là trung niên về già, mới về quê. Còn giờ tuổi trẻ là trong này lập nghiệp. Dạ. Cũng hay. Vậy mình có cần làm dâu không em? Hiện giờ gia đình mình ở đâu? Ba mẹ em thì ở trong đây với em nhưng mà do có công việc nên về quê. Có thể ở làm dâu cũng được, hoặc là khi mà có điều kiện, hai đứa có điều kiện đó, mua nhà để ở riêng cũng được. Có cái điều gì em đặc biệt em không thích ở người bạn gái không? Đó là kiểm soát em quá. Ví dụ em đi đâu phải cái này cái kia thông báo rồi. Mà thường là em hay đi đâu? Em thì ít đi đâu lắm, chơi bời thì không có. Thì em đi cũng phải nói, anh đi qua thằng bạn nha, anh đi uống cà phê chứ đi khơi khơi không có đi đâu. Ta tìm, ta sợ, ta lo lắng thôi. Chỉ cần biết là được rồi, anh muốn đi đâu anh đi. Có vẻ gia trưởng lắm nè. Khó chịu nữa. Em chỉ ngăn muốn thôi. Em nghe những cái tiêu chuẩn của anh vậy em thấy sao? Được không em? Rồi, đến qua anh thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Ô, chào cô gái. Chào anh ạ. Bây giờ em nghe anh nói em tưởng tượng anh này như thế nào? Em tưởng tượng anh ấy khá một người khá là lanh lợi nhưng mà cũng hơi khó tính. Nên nếu mà ảnh cương thì em nhu, còn ảnh nhu thì em cương. Ồ, hay quá vậy. Dạ. Vậy là hợp đấy. Ha. Ảnh dạ. Nói là phải 40 tuổi anh về Thanh Hóa đó. Em thấy sao? Dạ, định hướng của em cũng là lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì em cũng thích tung tăng ở vùng quê. Nhưng mà về Thanh Hóa thì để xem tương lai, tại vì quê em là Quảng Ngãi. Coi như có việc làm thì đâu cũng được ha. Dạ. Em ghét gì ở người bạn đời mình nhất? Em không thích đàn ông mà tính toán quá, chi ly á. Đàn ông phải đừng có bàng quan hay thờ ơ với mọi việc xung quanh quá. Dạ. Anh này chắc anh kỹ lắm. Bởi vì chăm sóc cây kiểng á, rất là kỹ. Lo từng cái lá, từng cái chồi luôn á. Cái này chắc anh nghĩ chắc là có sự quan tâm. Dạ, chắc là anh quan tâm cây cảnh hơn là tùy thôi. Dạ. Không, anh thấy anh này cũng hiền lành, hơi ngang bướng tí, nhưng mà nếu như cách em nói thì cách xử như thế cũng được. Dạ. Ngúp cương ngúp nhu ha. Ừ, biết đâu em sẽ là người cầm cương được thì sao. Dạ. Hôm nay chúng ta có đi với ai ủng hộ mình không em? Dạ, hôm nay em đi với bạn, với là em của em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Bây giờ thì em thấy là hai bạn này có vẻ là xứng đôi. Tại vì bạn Oanh á, thì tính của bạn á, thì rất là tốt. Chủ yếu là nhiều khi là hay giận hơi dai xíu. Dạ. Còn em thấy bạn bên đây á, là nếu mà bạn ấy chiều chuộng bạn gái được và biết lãng mạn thì em thấy cặp đôi này sẽ rất là hạnh phúc. Biết lãng mạn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Mình đi với ai? Em đi với anh chị ạ. Chị ruột ạ. Em chào chị Cát Tường, Quyền Linh ạ. Rồi, chào chị. Chào em gái. Dạ. Chị muốn nói với em là em trai của chị rất là nóng tính nhưng mà rất tốt tính. Chị mong rằng hai em sẽ được tiến tới để hẹn hò, rồi có thể một ngày gần đây là sẽ đám cưới. Chị thấy em dễ thương. Thấy chị rồi. Hiền quá nhờ. Em nói mấy câu với chị đi em. Dạ. Thiệt ra thì tính em cũng hơi hơi giống tính mẹ em. Là ba em khá là nóng tính. Mẹ em nhìn hiền vậy thôi chứ vẫn cầm cương được bố em đó. Thế em yên tâm, nếu mà em cương hơn anh thì anh cũng phải vậy nè. Tóm lại là hai đứa đều cố gắng. Rồi, rồi cảm ơn chị. Bây giờ kéo màn lên, hai bạn có thể trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Gói này tặng em. Dạ chào anh. Cho anh hỏi em một câu, vài câu được không? Dạ được anh. Cái quan niệm của em về tình yêu thế nào? Trong tình yêu thì em cũng mong muốn là ví dụ như là anh có cái điều gì đấy thì có thể là chia sẻ với em. Thực tế là em không cần một người đàn ông mà quá hoàn hảo, mà chỉ cần là tin tưởng em để mà cùng có thể là cùng em phấn đấu. Thế nhiều khi mà anh có cái muốn nói mà anh nói nhiều quá em có ngồi chịu nghe không? Chủ yếu là anh có sức để nói không chứ? Em ngồi cả ngày cho anh nói luôn. Nên là cái quan niệm thì tình yêu của anh như thế nào? Có giống với, em không ạ? Với của anh thì hợp thì sẽ yêu, hiểu sẽ cần. Anh có nhớ tên em không ạ? Kim Oanh. Em tên là Kiều Anh. Em tên Kiều gì vậy ạ? Anh tên Tùng. À hiểu không? Chào anh Tùng. Hai đứa đến được với nhau thì con cái thì tính được mấy đứa? Trời cho nhiêu thì nhận bấy nhiêu, tùy sức. Hai đứa tìm hiểu nhau thì em có thể dành cho anh thời gian một tuần bao nhiêu lần gặp mặt? Chủ yếu là do cảm xúc của em thôi. Nếu mà em đã thích đi thì sao em đi cũng được, mà em đã không thích đi thì em sẽ không đi thôi. Anh thì
nói chung là không quan niệm là một tuần mình phải gặp bao nhiêu lần. Nói chung hôm nay mình cảm thấy mình muốn gặp người đó là anh sẽ đến gặp, bất kể giờ nào nếu người đó rảnh thì mình sẽ tới. Cái lịch làm việc của anh, cái lịch làm việc của anh thì nó không cố định, nhiều khi có thể làm đêm mà cả ngày ngồi chơi, mà có khi làm cả ngày, tối thì tầm 6-7 giờ nghỉ hoặc nghỉ vài ba ngày vẫn có. Thế anh nghĩ thế nào về một bạn gái là một nhân viên kinh doanh này? Anh cũng rất thích vì anh cũng đang trong cái con đường kinh doanh mà cũng đang muốn bước tới cái đó mà. À dạ vâng ạ. Theo em thì bao lâu thì có thể đến được với nhau? Em thấy thầy bói Facebook phán em là 28 tuổi là em sẽ kết hôn. Nhưng mà em nghĩ cái tuổi này nó cũng khá là ổn. Tại vì kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc với lại cái tinh thần mình nó cũng được thoải mái. Với anh thì cảm thấy hợp thì sẽ cưới chứ không nhất quyết phải năm nào. Rồi. Chúng ta em có thể hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để cảm nhận về gọi là sự lãng mạn của em, bởi vì nãy nghe bạn em nói thì cô ấy rất là lãng mạn đấy nhá. Thử xem nào. Dạ dạ. Lần đầu ta gặp oanh tại chương trình hôm nay, ngập ngừng ta hỏi oanh, oanh bảo oanh chưa yêu. Ừ thì oanh chưa yêu, bây giờ yêu nhé oanh. Em hết ạ. Chế cái bài hát này. Thế rồi, em hát dở cho nên là được như vậy thôi. Không, dễ thương mà. Rồi anh có muốn rồi, nói không gì có vô không? Đó. Người ta tập nhỏ xung quanh cái nó không vô. Quan trọng nội dung thôi, hát không hay không quan trọng. Dạ. Sao em? Em thì hát không có hay. Hát thì em xin phép dừng chứ không là chạy hết. Yên tâm đi, không ai chạy đâu, đóng cửa hết rồi. Rồi bây giờ mỗi người nói một câu đi để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Một câu rất là tình cảm và nói đúng hiện giờ ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là ta đến với đây là cảm là một cái duyên rồi. Còn phận hay không do chúng ta nắm giữ. Nên là hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nào đó tìm hiểu em để anh thay đổi bản thân anh. Em là một cô gái không quá là năng động nhưng mà cũng không quá là thu mình, tính khí cũng có hay là ương bướng, nên nếu mà anh có yêu em thì cố lên anh nhé. Đặt tay vào nút bấm rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhá và đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nếu chúng ta không cảm thấy rung động thì chúng ta không bấm để dành đó cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Nếu anh yêu em thì cố gắng lên anh nha. Tuyệt vời đấy. Thôi hôn bạn gái cái chứng kiến ngày gặp mặt đầu tiên đi. Chúc các bạn sẽ có những cái thời gian xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng được tuyệt vời hơn nữa. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, vào trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội. Dạ, đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. Lái xe tải hay xe? Dạ, là lái xe con ạ. Lái xe con. Dạ, hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội có thể đi ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả.
Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi. Nhanh nhưng có an toàn không? Dạ cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng phải an toàn. Thứ bảy chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi, biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi. Mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế còn tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ nhà riêng. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm. Ồ, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên nó không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi được đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây. Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Chào em gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây Như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng tử tế là em thích rồi. Rồi cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Chào, chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn, chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ, nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Trinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. Mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau,
Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cảm ơn cô. Rất tuyệt vời những lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn đi. Mở rào đi nha. Đó. Thấy cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Anh chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Anh tặng cho em đôi giày. Dạ em rất thích. Nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Nó vừa dày là duyên số đó nha. Cô Tấm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè, đã thấy chưa? Dạ. Chắc không. Trời ơi, vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn. Mang luôn đôi mới luôn. Đây là mình ảnh đẹp đấy. Đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn, hợp với cái tính cách của em á. Mang luôn đi, mang luôn cho đủ cặp đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi, thay đổi mọi thứ cho nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng. Tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho nó lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... quay hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian làm sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ? Từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền.
Trời ơi. Đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao người ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được. Không sao cả. Dạ anh muốn cải lương. Thì em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại thể loại. Cải lương thì thường là em thích trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá. Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ, đã chia phôi mỗi người một ngã. Hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy, em thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Tất ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay, để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa.
Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, em xin cảm ơn. Em làm biếng. Ngủ thì lâu lâu hay ngáy chút. Trời ơi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để thôi bên kia hửi với tôi hửi chi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào bạn chơi và toàn thể khán giả. Thì em tên Lam, em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên thu mua. Thu mua cái gì? Dữ lắm chị, công ty cần gì em mua cái đó. Ví dụ? Ví dụ hiện tại thì em mua về vật liệu xây dựng hoặc là hàng quà tặng. Bạn trai? Dạ, em xin chào chị Nguyễn Linh. Áo lộn. Anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ chào này sẽ có nhiều kia. Người chào lộn anh Nguyễn Linh đó ha. Tôi ghét rồi nha. Tôi nghĩ rồi đó. Dạ, em tên là Quang Vinh, em quê Vĩnh Long. À, Vĩnh Long. Vĩnh Long anh. Dạ, em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là giờ là kỹ sư xây dựng. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 28 tuổi chị. Được rồi, bây giờ bạn nữ nói thì về những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cơ thể là ưu điểm của em thì là mọi người đều thấy là em hiền. Thì em khi mà làm một việc gì đó thì em rất là có trách nhiệm và siêng năng. Ngoài ra thì em là người sống tình cảm và biết lo cho gia đình. Điểm yếu của em là chắc em hơi hậu đậu. Hậu đậu là sao? Giống như là cái nhắn sắc thì ít ai nghĩ là sẽ phỏng, nhưng em sẽ bị phỏng. Và phỏng rất là nặng. Cái nhắn sắc 502 á chị. Em hỏi bạn bên đó có mấy mối tình rồi? Em có mấy mối tình rồi em? Chính thức thì chưa anh ơi. Còn không chính thức thì chắc ba. Hung hết gì chưa? Chưa vậy. Thiệt không? Thiệt. Chưa hung? Được anh. Chưa hung? Bên kia sao có mấy mối tình rồi? Em hả? Em thì chắc 3-4 cái gì đó. Mối tình nào mà dài nhất? 2 năm mấy, 3 năm gì đó. Là hai đứa yêu nhau hay là đơn phương? Dạ lúc đó là hai đứa đến với nhau chị. Vậy rồi thôi, bây giờ mối tình gần đây nhất nè, chia tay cách đây bao lâu rồi để coi ế bao lâu rồi? Gần cả năm mà chị ơi, tìm hoài không có hợp anh ơi. Giờ tìm người thế nào là hợp? Ngoan, hiền, dễ thương, da trắng. Chết rồi. Cao. Em gì nữa? Lễ phép quan trọng nhất anh. Biết nấu ăn, rồi em không biết nấu ăn. Em về là chỉ ăn cơm hộp suốt anh. À vậy dạ. Cái mẫu người nào bạn có thể diễn tả cụ thể hơn không? Giống mẹ em á. Thần tượng mẹ đúng không? Em biết nấu ăn không? Dạ biết. À, nấu được những món gì? Cũng nhiều lắm chị, hàng ngày em phải nấu ăn hàng ngày suốt. Bạn có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa nghe kể. Em hả? Ừ. Em làm biếng. Ngủ thì lâu lâu hơi ngáy chút. Trời ơi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để thôi bên kia hửi với tôi hửi chi. Chứ em thường cái đồng hồ vậy không? Là hẹn không tới giờ đúng giờ hả? Hẹn em trước nửa tiếng này chắc không nhất. Trời đất ơi, chết rồi. Cái này lẽ không hết nha anh. Dạ không, đó là chị trong đi chơi thôi, mà công việc thì lúc nào cũng đúng giờ hết. Ừ, tốt. Hẹn hò với bạn gái là sao? Thì sao? Hẹn hò bạn gái khác kỳ lực này là quyết tâm rồi cho nên không gì thông nữa chị ơi. Em nghĩ lý do tại sao mình ế? Là do em ở với gia đình á, em là con một nữa thì gia đình quản của em cũng hơi là gắt một chút. Thì em ở trên đây với chú em thì em đi về thì trước 10 giờ em không được đi qua đêm. Đi chơi xa thì hầu như là em chỉ đi với bạn thân và người nhà em thôi, em không đi chơi xa được. Về ngoại hình, em muốn cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vừa người. Ừ. À, không đen không trắng. Em không thích điều gì những cái người bạn trai? Gia trưởng và nói dối. Em rất là không thích người nói dối. Giống như là tin tưởng nhau rồi thì nên là chân thật với nhau và chân thành với nhau thì nó sẽ dễ. Không, em cũng đồng quan điểm với cái bạn đó luôn. Em chào chị. Đồng cái gì mà đồng? Có gia trưởng không? À, hơi hơi chứ không có lắm. Hơi hơi là sao, ví dụ? Thì nói chung là em thích người mà bạn gái cũng như vợ là mình nói chung phải lắng nghe mình. À, giả sử như là giống như là nói thì nghe đi, đừng có cãi. Nhưng mà rủi bạn nó trật mà không cho người ta cãi. Không, nhưng mà đúng thì em nghe, nhưng mà phải biết lắng nghe. Ai là người phân định cái đúng hay cái sai đó? Nếu mà vấn đề đó mà xét ra cái cùng thì em nghĩ là phụ nữ luôn luôn đúng. Có thể. Rồi vậy được rồi. Đứng lên coi thử coi. 1m68 à. Hơi lùng, hơi lùng cao. Hung mà phải nhước là ngại không? Em chưa hung lần nào. Thế đâu? Khoái lắm. Khoái lắm rồi. Em có tật xấu gì khác nữa không? Ngoài cái ngáy với cái hơi hơi hôi nó còn gì nữa không? À, không chị. Sở thích thì sở trường thì nhiều. Sở trường gì? Rồi ngồi xuống đi, sở trường gì? Em hả? Thích chơi thể thao. Ca hát, đại khái văn nghệ, thích tham gia hoạt động xã hội. Đâu ca thử một khúc coi.
Em ca dở lắm nhưng mà đi khang tiếng rồi. Sao mới nói sở trường? Nhưng mà tại khang tiếng rồi hát. Ca sĩ nó làm lại đi. Ca sĩ là không có đủ thừa hoàn cảnh. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Thôi vậy được rồi chị. Được rồi. Được không chị? Nếu như bây giờ là quen nhau, hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ đi đến kết hôn khoảng bao lâu nữa? Em thì tầm khoảng 5 anh. Em có cơ sở vật chất gì ở Sài Gòn chưa? Dạ chưa, em vẫn chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà em thấy là đủ khả năng cho lo cho gia đình và lo cho vợ. À, đủ khả năng lo gia đình, lo cho vợ là được rồi. Dạ. Cố gắng vợ về nữa hỗ trợ nó xong ha. Dạ. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nó ghét luôn rồi nha. Em, nãy giờ nó có một cái hơi nhạy cảm hôi hôi đó, em nghĩ sao? Cái đó phải dùng lăn hay dùng gì khử. Em lo có được được không? Mua về còn bạn có xài được không thì chuyện của bạn. Mặt điện ảnh ghê á. Ha, dễ thương lắm. Ngon rồi. Hôm nay bạn đi có ai ủng hộ mình không? Được, đàn trai cũng được mà đàn gái cũng được luôn. Rồi, chào các bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Vân, đồng nghiệp với lại bạn Lam. Đi đây thì thấy bạn Nam cũng rất là vui vẻ. Nói chung là Lam ở công ty á, làm rất là thiệt tha, dễ thương, tính rất là thẳng. Thật sự là nói chung là cũng có được nhiều người thích, nhưng mà Lam có thể là không thấy phù hợp. Thấy bên đây là bạn Nam cũng rất là ok. Có hình thì cũng được. Chắc được 7 điểm so với Lam á. Vậy là tốt rồi, 7 điểm là quá cao rồi. Em không quan trọng ngoại hình. Em đi chứ, em hỏi em. Em thấy chị tương lai của em sao em? Dạ, em thấy chị xinh, dễ gần. Nói chung là cũng hợp với anh Vinh. Anh em có đào hoa không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Anh có giới thiệu bạn gái với em lần nào chưa? Anh chưa có, anh xin giới thiệu anh. Được, hay được. Lành quá, em trai cũng lành, bảo vệ anh dữ. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt nào. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Cố gắng lên nào, bạn ấy rất là xinh. 2 phút trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào anh, chị em đeo kiến gì không em ạ? Em có giống tưởng tượng của anh không vậy? Được xíu xíu nào không? Em không biết nói gì luôn. Trời ạ. Sao vậy? Nói anh của anh. Trời ơi. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Ủa sao tự nhiên anh không biết nói gì là sao vậy? Em quá chung là đẹp hơn gì anh nghĩ. Thì thường thời gian rảnh của anh là khi nào? Anh thì rảnh thì làm đêm thì vậy thôi. Thỉnh thoảng thì sau 6 giờ là anh cũng rảnh rồi. Tại em ở với gia đình nên em cũng không có đi chơi được nhiều á. À hả? Anh có ngại vấn đề đó không? Anh thấy chuyện nó bình thường mà. Mình anh có ngại dài. Là bạn gái cũng như là không thể đi chơi xa với anh hay là em thì em ít đi chơi á. Dạ không gì đâu em, anh thấy được. Thường đi là em phải xin phép em mới được đi. À hả, không anh thích vậy á. Thì dẫn anh tới anh xin. Dạ được. Đúng không? Dạ. Giờ có dám tới nhà bạn gái xin phép không? Quen phải dám tới chứ chị. Dạ. Rồi, bây giờ một lời hứa chăm sóc cô gái ấy thế nào? Một cái lời tỏ tình để cô ấy tự tin có thể bấm nút. Dạ thì nếu mà anh với em đến được với nhau thì anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống sẽ ok. Tình cảm cũng ok. Mà nói chung là gì cũng ok anh. Hứa bên kia cho nhìn. Em nhìn họ em ngay mất. Em cảm nhận chàng trai thế nào? Dạ thì anh cũng hiền lành, thật tình. Thì nói chung là theo quan niệm của em thì em hợp với người miền Tây hơn là những miền khác. Thì em thấy anh cũng chân chất, cũng hợp. Vĩnh Long với Bến Tre gần đó, bây giờ đi qua cái cầu. Phà. Không, cứ đi cầu rồi. Phà anh, là Bến Tre Vĩnh Long là phà Đình Khao á. Ủa em chờ lách hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, chờ... Sát bên luôn anh. Sát bên đúng rồi. Dạ. Chờ lách đi qua chút xíu, qua phà Đình Khao là tới phường 7. Đúng rồi, dạ. Hai người nói một câu thì thật là ngọt ngào, như tỏ tình với nhau đi được. Thì nói chung là thông qua chương trình này thì cũng em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Sau khi mà em với bạn cũng tìm hiểu thì nếu được thì em sẽ tiến tới một cái gì đó gọi là xa hơn, để cho bạn yên tâm hơn. Dạ. Mời bạn. Còn với em thì giống như là hai người mà quyết định tiến tới với nhau á, em hay đối phương cũng vậy, là chấp nhận con người thật của nhau, vừa có điểm khuyết điểm và vừa có ưu điểm. Thì nếu như chấp nhận được con người thật của nhau như vậy thì mới có thể đi xa và đi lâu. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ai bấm nút? Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Nói như vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cái điều hết sức là thiêng liêng của chúng ta. Không phải bấm nút xong rồi ngồi uống cà phê rồi chia tay đâu ha các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định.
1 2 3 Hết thời gian. Bạn của mình đi. Thật sự là một đôi trai tài gái sắc đấy. Hai người đúng miền Tây đậm đà bản sắc dân tộc ấy. Hôn đi, chưa hôn lần nào. Dạ thôi, dạ thôi. Sao nắm tay bạn gái thấy thì sao? Dạ, đã. Đã. Chưa yêu ai luôn? Chưa. Chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hôn ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Dạ, em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. Đầu tiên là già, thứ hai là giàu, ba là giỏi. Mời bạn nam. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn gái bên kia và toàn thể khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Trung Khánh. Tôi sinh ngày 2 tháng 9 năm 1992. Quê hương tôi ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Gia đình tôi hiện nay đang sống ở Gia Lai. Còn bản thân tôi hiện là Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hết. Dạ. Được chứ, đội hơi căng thẳng xíu. Bây giờ mình thoải mái lên nha. Mình đi tìm người yêu mà. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và toàn thể quý vị khán giả cùng bạn nam bên kia. Em xin phép giới thiệu, em là Trần Thị Mai Phương. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Biên Hòa cũng gần. Mai Phương, điểm mạnh và điểm yếu bản thân em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình trong công việc. Gặp những cái khó khăn thì em sẽ luôn là nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Còn tính cách của em thì em tự nhận mình là một người rất là cởi mở và chân thành. Khuyết điểm của em thì có lẽ là em hay quên. Mình có hay quên tới mức độ đáng báo động không? Ví dụ như là em đang mang cái khẩu trang trên mặt rồi nhưng mà em quên mất là em chưa mang cái, em đi tìm khắp nhà luôn. Rồi xin mời anh Khánh nha, kêu bằng anh cho thấy trẻ trung hen. Ưu điểm khuyết điểm của anh là gì? Dạ, ưu điểm có thể nói về bản thân tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm. Còn về khuyết điểm thì tôi hay rụt rè, đặc biệt là trước đám đông. Em trai đi đâu là cũng có như kỷ luật quân đội là phải tôi với đồng chí này kia hay là sao? Đó là cái cứng, nhiều lúc mình ra ở một chỗ nào đó không gian thoải mái hơn thì có thể có gì mình thoải mái đi, anh em với nhau đi, đúng không? Nãy giờ mình cứng nhắc nó vượt qua rồi khỏi rồi. Mình ra ngoài đời rồi mình đi coi gì tìm bạn gái đi, thoải mái lên. Ừ. Chào anh. Chào chị. Chào anh. Đó vậy đó. Đó vậy đi. Ừ. Hồi gặp cô kia nói tôi nói cho cô nghe là mệt rồi nha. Đúng rồi, không lẽ gặp bạn gái xin tôi cũng kỳ đúng không? Bây giờ mình sẽ khai thác tí xíu về cái tình trường của mình hen. Trước giờ là mình có bao nhiêu mối tình rồi nè? Bản thân tôi thì chưa có trải qua mối tình nào. Chưa yêu ai luôn? Chưa. Thiệt không? Thiệt. Có nắm tay ai chưa? Nắm tay chắc cũng chưa luôn. Vậy là chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hung ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Trời ơi, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn. Em ơi, bây giờ ngay thời điểm này mà kiếm ra một chàng trai chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay, chưa hôn ai là một dạng như là ảnh là hiếm lắm luôn á, hiếm cực kỳ luôn. Em sao? Có tình cảm, tình yêu rồi trước đó sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thời đi học cấp 3 thôi chị. À là tình học sinh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có chưa? Chưa. Chưa luôn. Mới nắm tay thôi chưa nha, chưa luôn. Ê trời hơi mệt. Tưởng tượng hai người này hôn nhau chắc hay lắm à. Mà sao vậy? Sao không có bạn gái vậy? Chắc do bản thân tôi chưa tìm thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp với bản thân mình. Trời ơi, thấy thương quá không? Ảnh đi tìm người yêu mà anh. Tôi chưa thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp. Nhìn mặt em mắc cười quá. Thấy thương á. Biết sao chưa có người yêu không? Sao nhở?
gặp gái là tôi nói cho cô nghe là xong rồi đó. Nhớ nha, kéo màn lên phải anh với em nha. Em gái, em muốn tìm một người yêu của em như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. 3 chữ G ạ? G đầu tiên. Chữ G đầu tiên là già. Già. Là anh ấy có sự chín chắn, sự trưởng thành ở trong đó. Ừ. Chữ G thứ hai là giàu. Giàu ở đây có nghĩa là giàu về tình cảm á chị. Sống có trách nhiệm với gia đình, người thân. Yêu thương bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ. Hay quá. Chữ G thứ ba là giỏi. Chăm chỉ cầu tiến đúng không? Dạ đúng rồi, có chí tiến thủ. Dạ. Rồi còn em trai, em muốn tìm một nữ thương như thế nào? Tôi thì tôi thích tìm một người con gái phải có chiều cao từ 1m58 trở lên, có công việc ổn định, dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình, vậy là đủ rồi. Bây giờ để tôi qua bên đàn gái tôi coi sao, coi có hợp lý không. Dạ. Ồ, em chào em gái Linh. Có khi nào em nghĩ là em sẽ lấy chú bộ đội không? Trước đây thì em hay xem những chương trình về những chú bộ đội, thì em cảm giác là các anh chiến sĩ rất là bản lĩnh, rất là đúng rồi, trưởng thành. Các chiến sĩ là bản lĩnh vững vàng. Dạ. Kỷ luật, tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Có điều là nếu em đồng ý lấy chiến sĩ thì em phải đồng ý hy sinh một chút về cá nhân, về gia đình của mình. Có đôi khi vợ đẻ chưa chắc về được nữa. Dạ em nghĩ thì nếu mà tình yêu đủ lớn thì mình có thể vượt qua mọi hết các khó khăn rồi. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông hút thuốc. Hút thuốc? Chiến sĩ chắc không đến nổi đâu. Lăng nhăng. Không dám đâu. Thậm chí là không có thời gian để lăng nhăng. Không có thời gian để muốn lăng nhăng cũng không được luôn. Kỷ luật quân đội sắc lắm. Nếu như bên đây đồng ý kết hôn thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận? Có thể thì khoảng 1 đến 2 năm nữa. 1-2 năm. Dạ. Long Thành với Đồng Nai cũng được ha. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ em rất thích lãng, em thích lãng mạn. Rồi để xem chú bộ đội có lãng mạn không nha. Chưa thấy tôi với cô đi chơi cô thấy thế nào. Trời ơi. Bây giờ mình gặp người thân của bên đàn gái thôi. Hôm nay Mai Phương đi với ai ta? Dạ em đi với anh chị em họ của em ạ. À anh chị em họ, chào người nhà của Mai Phương. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn Nam bên này, chào đội nhà mình bên đó cùng quý vị khán giả. Em là chị họ của Phương. Thì là nãy giờ chị cũng có ngồi coi bạn Nam bên này, thì chị thấy là tính tình bạn này cũng khá là được, cũng chín chắn, ngoại hình cũng rất là ok. Rồi thật ra thì bé Phương nhà chị á thì nó không cao được như em yêu cầu, nhưng mà rất là hiền lành, ngay cả trong công việc thì chăm chỉ và rất là biết quan tâm đến mọi người. Thì nếu như hai đứa mà cho nhau cơ hội thì chị nghĩ rằng em sẽ tìm hiểu được những điểm tốt của bé Phương. Và khoảng cách địa lý của hai đứa cũng rất là gần nữa. Thì hy vọng là hai đứa sẽ cho nhau cơ hội. Nếu được thì là sẽ tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Mời đại diện bên đàn trai đi nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Thư. Xin chào tất cả khán giả. Tôi là thủ trưởng Vạn Khánh. Chúng tôi đến từ trường sĩ quan lục quân 2. Vạn Khánh cũng là một trong những học viên được đào tạo tại nhà trường. Và hiện nay đang công tác trên cương vị là phó đại đội trưởng, với công việc hàng ngày quản lý giáo dục rèn luyện học viên, cũng là đào tạo ra các thế hệ cán bộ tiếp theo cho quân đội. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu thì Khánh của chúng tôi thì cũng rất là nhút nhát. Có thể hỏi Khánh một câu là đã thấy rung chưa? Báo cáo là đang rất trời là báo cáo luôn. Hy vọng rằng sau chương trình này chúng tôi sẽ có những cái tiếp tục được theo dõi những cái sự phát triển về tình cảm của Khánh và bạn gái trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Rồi, mở rào. Đồng chí, mình quay ghế qua đi đồng chí. Dạ, em chào anh. Chào em. Ồ, hai đứa đồng điệu quá ha. Nay nhân ngày gặp mặt anh có món quà này tặng em. Em rất là thích đi du lịch, hy vọng là những chuyến du lịch sau này sẽ có anh cùng đi với em. Trời, giống như hơi vô hộp vậy ta. Căng căng. Anh cảm nhận em là người như thế nào ạ? Theo anh nghĩ thì em là người dễ gần, vui vẻ. Vậy thôi. Hỏi đi. Nhà em ở đây luôn hay là ở ngoài quê? À, quê gốc của em là ở Hà Tĩnh, còn nhà em ở đây hết rồi ạ. Ở đây hết rồi. Ở Biên Hòa hết rồi ạ.
Ở chỗ nào Vinh Hòa em nhỉ? Dạ em ở gần khu công nghiệp Amata. Amata thế cũng chắc từ chỗ đó mà đi xuống trường chắc cũng phải 40 phút đi xe máy. Anh có điều gì muốn hỏi em thêm không ạ? Những lúc buồn em thường làm gì? Những lúc mà buồn thì em hay đi xem phim, đi nghe nhạc, gặp bạn bè. Còn những lúc mà stress quá thì em sẽ đi du lịch. Dạ. Không biết là nếu như mà sau này em thích đi du lịch như thế này thì anh có thời gian để đi chung với em không? Thì thời gian thì chắc sẽ có thôi. Quan trọng là tình cảm của hai đứa như thế nào đủ để đi du lịch hay không thôi. Mình có thể đi chung với một nhóm bạn của em nữa. Bạn em cũng rất là thích đi. Đi đông càng kỳ nữa. Có gì anh kéo nguyên đại đội anh đi. Đó, đông vui đúng không? Rồi tiếp đi. Tiếp nổi. Nếu mà cưới nhau thì em có đồng ý về cùng với anh không? Về đâu ạ? Về ở gần trường. Tại vì như anh bây giờ thì được gần 3 năm anh ra trường thì cũng được nhà trường tạo điều kiện cấp đất rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu vợ nữa thôi. Nếu một tháng thì anh có thể sắp xếp thời gian gặp em được bao nhiêu lần? Một tháng là 4 tuần, 2 tuần trực, còn 2 tuần không trực. Thì trong khoảng 2 tuần đó thì nếu như sắp xếp được thời gian thì có thể gặp nhau được. Là gặp nhau được suốt 2 tuần luôn ạ? Thì tức là phải thời gian nào không bận công việc. Bây giờ em nói rõ trong cái thời gian quân đội của em nè. Một tháng thì em được ra khỏi doanh trại bao nhiêu ngày? Ra ngoài doanh trại thì ra được nhiều lần, nhưng mà cái quy định của nhà trường thì đang là độc thân thì không được ngủ ngoài doanh trại. Không được ngủ ngoài doanh trại, đúng rồi. Đi ban ngày được đúng không? Đi ban ngày được. Em đi mấy giờ em phải về doanh trại? Tối đó. Thì đối với ngày thường thì trước 9:30, còn đối với ngày nghỉ thứ 6, thứ 7 thì trước 22:30. À, tức là 10:30 là phải về doanh trại. Đúng rồi. Đó, em biết giờ giấc của anh rồi đó. Bạn Khánh, Khánh có hình dung ra lần đầu tiên nếu mà mình hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào không? Chắc nếu lần đầu tiên mà hai đứa hẹn hò nhau chắc cùng nhau đi đâu đó. Đâu đó là đâu là đó? Đi đâu? Điều đó thì giờ chưa nghĩ được, lúc đó là mới tính. Bây giờ mình để mình xóa tan cái không khí này. Bây giờ mình văn nghệ đi. Bé Phương hát bài tặng ảnh liền. Mấy anh thích hát hò văn nghệ lắm. Dạ hôm nay em xin gửi đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thơ cùng quý vị khán giả và anh một bài hát tiếng Nhật. Bài hát là Lý Do Của Sự Sống. Em có thể nói nội dung trước để nghe nó dễ cảm nhận hơn. Dạ thì lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp được ba mẹ em, anh chị của em. Lý do em được sinh ra trên đời này là em để được gặp bạn bè của em. Và lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp người em thương. Hay quá. Watashi wa umarete kita wa ke wa shichi to haha to nite hau tame. Watashi wa umarete kita wa ke wa kyōrai tachi ni dehau tame. Watashi wa umarete kita wake wa tomodachi minna ni dehau tame. Watashi wa umarete kita wake wa utoshi anata ni dehau tame. Dạ em xin hết ạ. Bạn Nam hát đáp liền. Vậy thì anh cũng xin hát một đoạn thôi, đoạn ngắn. Chắc hát rồi mọi người sẽ biết tên thôi. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ. Dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu. Quên rồi. Trời ơi. Đồng chí này chưa bao giờ nắm tay con gái nè. Không không, tôi sẽ không nắm tay đâu. Tại sao? Tôi sẽ dành nắm tay với người tôi yêu thôi. À dạ. Khi nào yêu mới nắm tay hả? Thôi được rồi, tôi nhường cho kỷ luật quân đội. Thời gian dành cho các bạn tâm sự đã hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó.
Nào để tay nút bấm đi. 3 2 1. Hết thời gian. Đây quà của em. Quy định của chương trình là phải nắm tay và sau đó sẽ hôn. Đó. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn má thôi, hôn má. Quay lại hôn, hôn đúng rồi, hôn. Đó. Có một chi tiết rất là nhanh nha, định hôn xuống môi nhưng mà. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Khi sanh ra tại nhà Tương, ngoại đã bắt về luôn, không cho già ngoại để đi đặt tên. Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hồi. Mời nhà trai. Đây. Mời đi em. Mời nhà gái. Rồi. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ con chào chú Quyền Linh. Rồi dạ, xin chào. Chào cô Hồng Vân và chào mọi người có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Cái gì? Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Nguyễn Hồi Sinh. Dạ. Hoài Hận. Dạ. Trời ơi. Tên lạ vậy ta. Ba mẹ có nói cái ý nghĩa của cái tên đó không Hoài? Dạ chắc cũng có cô. Chắc có đó. Dạ. Đâu con kể nghe coi sao vậy? À, cái đó hồi nhỏ con không biết gì hết thì thôi có gì con nhường lại cho ngoài. Để hỏi phụ huynh coi là lý do cái tên đó làm sao ha. Đúng rồi. Bên đây á nhà gái mình nghe thấy cũng lạ đúng không? Nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 29. Con hiện tại đang buôn bán rau củ quả trái cây này nè. Bán ở đâu Hoài Hận? Ở Bình Dương. Bán Bình Dương rồi ở Bình Dương luôn. Dạ. Nhà đó con ở với ai? Nhà đó hiện tại con ở mình. Rồi con giới thiệu về mình luôn đi. À, em tên là Phạm Hồng Mơ, năm nay 28 tuổi, quê em ở Cà Mau và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Em là giáo viên cấp 3. Mình cho biết một số khuyết điểm, ưu điểm đi nhà gái. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Trẻ như vậy mà là giáo viên cấp 3 môn gì vậy cưng? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. Về khuyết điểm thì cái khuyết điểm mà lớn nhất của em thì chắc có lẽ là em là người khá là nhạy cảm. Tức là em hay suy nghĩ nhiều. Với lại là em có cái não cây vàng lắm. Tức là em hay quên những cái chuyện nhỏ nhỏ hay quên. Đặc biệt là trong những cái tình huống mà vội á. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của con thì con dễ hòa đồng. Ừ. Dễ tiếp thu, không bỏ thủ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì chắc cũng nhiều. Ví dụ như con hay quên á. Bán buôn mà hay quên sao được? Con hay bị phân tâm á. Chứ đang đi ra cái mình suy nghĩ chuyện gì đó cái mình quên cái đồ trong nhà. Có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua một mối tình với cũng có mấy mối tình lặt vặt thôi. Không có đáng. Tình mà cũng lặt vặt nữa. Mấy năm? Dạ chắc quen cũng khoảng 6-7 năm. 6-7 năm là dài á. Dạ. Sao mà chia tay vậy? Tại khoảng cách á, khoảng cách địa lý rồi. Dạ lúc đó con về Bình Dương con làm này, cô đó trên Bình Phước. Bình Dương Phước hồi xưa là một đó. Đâu có xa lắm đâu. Vậy Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thì có xa không anh? Chắc anh nghĩ cũng không xa lắm rồi. Bình Dương mà bạn nữ mộng mơ ở quận 9 thì sát bên mà. Bước qua là tới rồi. Dạ. Còn mơ thì gái, sao? Mơ được mấy mối rồi? Tình? Dạ, tình trường của em thì nhiều hơn anh đó chút xíu. Em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em thì từ thời sinh viên là nhà, mặc dù là nhà gần nhau nhưng mà hai đứa lại là yêu xa. Tại vì bạn kia là học ở xa, còn em thì học Cần Thơ. Nên là quen nhau khoảng được 1 năm thì do cái khoảng cách địa lý mình cũng không rồi. Có nhiều cái cảm cũng xúc. Cũng là do địa lý dạ. Luôn, thành ra là thôi bỏ mối dạ. Tình đó đi dạ. Mối tình thứ nhì. Sau mối tình đầu khoảng 5-6 năm gì em mới quen mối tình thứ hai. Được mấy năm mối tình thứ dạ, hai? Chỉ vài tháng thôi, tại vì lý do là cũng khoảng cách địa lý luôn. Là lý luôn. Em chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh à. Nên là bạn đó không đã thích yêu xa nên là. Còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì là hồi mới năm rồi. Là em quen đồng nghiệp tìm hiểu nhau thì cũng được vài tháng à, thì cảm thấy là hai người không có sự phù hợp rồi không có nhiều cảm xúc nữa nên là chia tay. Rồi bây giờ các bạn bạn muốn là cái mẫu người lý tưởng của bạn sẽ là như thế nào?
Em thì quan trọng cái tính cách nhiều hơn. Anh Nam phải là người sống có trách nhiệm. Đối với em thì người Nam phải là cái trụ cột kinh tế của gia đình. Rồi về ngoại hình thì cao từ 1m68 đến 1m72 à. Tới ngoại hình là phải qua coi dạ. Được. Chào cưng. Dạ. Gì đó mà mối. Sao? Cột giùm tôi cái nơ. Nó vậy đó, lãng vậy đó. Trời đất ơi, thiệt tình luôn vậy. Em ơi. Dạ. Mình cao nhiêu? Dạ, con cao 1m69. Đó, hơn rồi. Được chưa? Từ 1m68 tới 1m72 mà giờ tới 1m69. Ông cột xấu quá Linh ơi. Tôi buồn ghê. Thật sự luôn mà. La hoài à. Nhờ người ta mà la suốt luôn vậy đó. Em có trách nhiệm không cưng? Dạ, trách nhiệm thì cái đó ai cũng phải có rồi cô. Nhất là với gia đình thì mình phải đặt lên hàng đầu. Là người đàn ông lúc nào mình cũng phải nghĩ đến để lo được cho người phụ nữ của mình mới tìm. Còn mình cảm thấy mà mình không lo được cho người đó thì tốt nhất mình ở mình cho xong. Trời ơi, đó, rất là khí khái đó. Ok chưa? Đó, thấy nghe trả lời thôi là mình thấy là như đinh đóng cột liền. Bây giờ là em trai muốn một người bạn gái thế nào? Người phụ nữ của cuộc đời con thì giống như bà ngoại con là được rồi. Cái tính gì ở bà ngoại là cái tính mà con thích tính nhất? Tính gì? Tính ngoại con thì dị tha. Dù con cái có làm lỗi như thế nào thì con cái vẫn là con cái. Không. Em sao nè? Dạ, em thì rất là dị tha và rất là dễ thông cảm cho người khác. Dễ thông cảm cho người khác. Thường là cô giáo là thường là dạ, có cái tính đó. Dạ. Sao nữa nè, chàng trai? Phải con thì xin gì được đó. Xin cái gì được cái đó. Nhưng mà cũng phải xem coi là nó có hợp lý hay không nữa anh. Chứ không hợp lý thì đương nhiên là không cho được rồi. Đúng đó, cái này khó nè, không có đơn giản đâu. Rồi. Không cười luôn kìa, không cười luôn kìa. Khó lắm. Rồi gì nữa nè. Con thấy nhiều đó cũng khá là đúng. Nhiều đó muốn xỉu rồi đó. Xin gì cho đó muốn xỉu rồi đó. Coi đàn gái qua coi. Trời ơi, dễ thương. Coi đàn gái cũng được, nói chung đàn trai cũng được. Hai bên thấy hợp, cũng hợp với nhau về khuôn mặt ha, về cách giao tiếp nãy giờ. Hôm nay mình đi với ai vậy? Dạ em đi với các chị đồng nghiệp của em. Cả một phái đoàn nữa. Rồi, phái đoàn mời luôn. Đại diện dạ, đàn gái người. Cho vài câu coi. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Thì tôi tên là Nguyễn Thị Hoài, là đồng nghiệp của em Hồng Mơ. Mơ là một người con gái giàu tình cảm. Em sống chân thành và hòa đồng vui vẻ. Hy vọng Hồng Mơ và bạn Nam sẽ cùng cho nhau một cơ hội để có một cái kết thúc thật là đẹp. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cưng. Anh trai đi với ai? Dạ, con đi với đại gia đình của con. Chú Linh, có ông ngoại với bà chính với mẹ. À, có ông ngoại hả? Ông ngoại. Thì cho ông ngoại trước đi. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào Hồng Vân. Dạ. Chào cháu gái. Dạ, con chào ông. Dạ, đầu tiên là xin ông ngoại dạ. cho biết về cái tên trước đi dạ. ông ngoại. Ông ngoại xin giải mã cuộc đời khả năng để cho cháu nó vào cái nghề này nó quá cao cấp. Yeah. Thì cháu nó là có cái tánh là không thích phụ thuộc. Nó nói thể để cho cháu con được tự do kinh doanh mua bán đi. Vậy là con hiểu được cái ý nghĩa của lịch sử của cái dạ. tên rồi. Thật sự là ông ngoại cũng thấy điều đó rồi. Bây giờ các bậc cha mẹ ai cũng vậy, khi mình sinh con có gì một cái tên bực, quá đặc biệt mà mình đặt tên con bao nhiêu cái bực tức hay cái hận thù con cháu sau này nó sẽ nhận lấy cái điều đó và nó cái tên nó không được theo phong thủy đó ngoại hả dạ. nó không được tốt. Có lên tòa án xin dạ xin đổi là Nguyễn không Hoài sinh thôi dạ. Nhưng mà cái tòa án nó chợ giờ lục lợi sửa cực giờ khổ được đó ngoại giờ được đó nổi cũng được không có nổi đâu. Hoài hận thì có những cái điểm tốt thì gọi là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê. Mà cái xấu là chỉ có chơi game thôi. Giờ đâu biết chơi với hại đâu. Nó chưa có nghiệu mà. Bây giờ ông ngoại bà ngoại hối để mày làm sao mày tìm cháu gái cho tao đi cho tao bà nhắm mắt. Chứ giờ còn có mình mày. Trời ơi, không? Mẹ nó thì đã có gia đình ở riêng rồi. Đâu đó rồi. Yeah. Mà nhìn về cháu á. Thì có lẽ cũng đạt được là khoảng 80%. Bước đầu ngoại đã nhìn. Và chỉ khuyên rằng mong hai cháu cho nhau một cơ hội và mong được có một người cháu để gì giữ cái tài khoản của nó giùm. Trời ơi, chứ giờ không khổ quá, nó ăn xài lớn quá mình cũng sợ. Dạ. Rồi cảm ơn ngoại. Rồi cảm ơn ngoại. Vì là hiểu được nha. Cái tâm tư của ngoại rồi dạ. đó, ngoại thương ngoại hận dữ lắm. Cảm ơn hai gia đình, đàn trai và đàn gái. Bây giờ mình mở rào xem hai trẻ gặp mặt thế nào nha. M
mở rào. Đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Đến chương trình có món quà tặng em. Bán gì tặng đó. Dạ. Đền mở đây chưa? Dạ, để đi, cảm ơn anh. Tặng. Tặng sầu riêng nhưng mà mình nuốt mình sẽ sầu chung nha. Dạ, em có món quà tặng anh. Anh mở ra luôn à. Cẩn thận. Rồi anh cầm. À, đây là một cái quả cầu, quả địa cầu pha lê. Pha lê thì nó rất là đẹp nhưng mà nó mong manh và nó rất là dễ vỡ. Giống như là tình yêu của mình vậy đó. À, nếu như mà mình không có trân trọng, mình không có giữ gìn thì nó cũng sẽ rất là dễ mất đi. Và hy vọng rằng nếu em với anh á, mà có duyên mà có thể đến được với nhau thì anh nên trân trọng cái tình cảm đó. Anh sẽ trân trọng và anh sẽ ghi hết tên em vào 4 châu lục. Cảm ơn anh. Đưa em đi 4 châu lục luôn. Ừ. Anh thấy, cảm nhận lần đầu tiên về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiểu biết, rất là sâu lắng. Anh muốn hỏi em là em thấy anh có được không? Tại vì anh thấy anh hơi tệ. Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Quan trọng là mình có thể dung hòa được những cái ưu điểm và nhược điểm đó với nhau để mà có thể hòa hợp thành chung sống với nhau thôi. Nhiều người thì quan niệm là công việc gia đình, việc nhà, nấu cơm, giặt giũ rồi đó là việc của phụ nữ. Còn anh, người chồng thì chỉ là trụ cột về kinh tế ở bên ngoài thôi. Vậy anh quan điểm chuyện đó như thế nào? Anh không có nghĩ vậy đâu, anh nghĩ đàn ông giờ làm mọi vợ cũng được rồi đó. Thì giống ông ngoại anh làm hết, ông ngoại anh đâu làm gì đâu. Hai tới ông ngoại ra luôn ha. Anh có hỏi, có gì muốn hỏi thêm em không? Anh muốn hỏi em là em có sống thực tế không? Có sống ảo không? Tại vì nó không thích mấy cô sống ảo lắm. Em cũng đăng Facebook hơi nhiều á. Không biết thì anh có để tâm chuyện đó không anh? Anh thì anh cũng không có quan tâm gì mấy chuyện đó. Anh chỉ quan tâm cuộc sống thực tế thôi. Bây giờ mình hẹn hò sao các bạn? Em đi dạy từ sáng tới chiều tới tối luôn. Nhưng mà em vẫn sẽ có dành thời gian. Nếu như mà hẹn hò thì không biết anh rảnh thời gian nào. Lúc nào cũng được hết. Tại vì không có chuyện nào mà quan trọng hơn bằng cái chuyện người yêu của mình, người đó sống với mình suốt đời. Còn những chuyện khác thì từ từ mình làm được. Dạ. Yeah. Chuyện nào quan trọng thì mình sắp xếp trước. Như vậy thì thời gian thường là em sẽ rảnh nhiều vào cuối tuần ha? Anh sẽ đến với em. Dự định chừng nào em cho bạn đàn trai bước tới nếu hai đứa hiểu được nhau? Được á, thì chắc là năm sau. Đám cưới thì ông ngoại có đồng ý không ngoại? Ông ngoại đang trông từng giờ, từng giây và từng phút. À. Cưới là ông ngoại cho bao nhiêu bàn? Thì ngoại cho nguyên chiếc 52 chỗ từ dưới lên được rồi. Trời ơi, còn tiệc cưới thì sao ngoại? Tiệc cưới hả? Thích nhiêu chịu nhiêu, thích nhiêu chịu nhiêu. Trời đó coi. Ngoại cưng quá vậy, ngoại cưng ngon lành luôn vậy. Chứ giờ còn thằng cháu như con út mà. Ôi ôi. Về là con chỉ có chịu việc quản lý thôi. Quản lý thôi. Chứ lại già rồi. Dạ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngoại nhiều. Bước tới nắm tay cô gái, hát đoạn nào đó mà mình cảm nhận là mình hát cái bài nào hay, thích đi. Cảm tình đó. Rồi. Khi lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu. Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về. Trời ơi, 4 câu đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, như đó đủ rồi. Dạ, thì để đáp lại cái bài hát của anh thì em cũng tặng anh một bài hát. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Suối mái chèo sông ông đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rồi, hay lắm. Cái câu cuối cùng là cái câu mà em muốn nói với anh. Rồi, trở về ghế ngồi. Rồi, về đây ngồi đi nào. Đặt tay vào nút bấm và quyết định. Có thể mộng mơ sẽ thay đổi về phong thủy cho hoài hận. Mộng mơ nó đẹp hơn nhiều và nó có thể có rất nhiều may mắn. Nào, 1, 2. Rồi đó. Không cần đếm mà lại. Không cần đếm. Cảm ơn mọi người.
Được rồi đó. Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép đại diện bên đàn gái, đàn trai đi, cho phép tụi em hẹn hò với nhau và hứa với hai bên điều gì? Dạ, con hứa với đại gia đình của mình, nếu mà có thể đến được với em, anh sẽ sống hết nửa cuộc đời còn lại dành cho em đó. Không lãng phí. À, dạ con nói xin phép ngoại đi. À, xin phép các dì. À, con hy vọng rằng là tụi con sẽ có duyên để đi được với nhau xa hơn. Và nếu như vậy thì con mong rằng sẽ, mặc dù anh vẫn là hoài hận, nhưng mà cái tương lai sau này của anh sẽ toàn màu hồng thôi. Cảm ơn anh. Không có hận ai nữa, anh không hận ai nữa. À, bây giờ mình xin phép hôn bạn gái đi. Dạ, em xin phép đại gia đình hơi thất lễ tí xíu. Xin phép em. Ok không? Ok. Rồi, mời em gái. Để đọc lớn lên yêu cầu của em cho anh ấy. Đọc yêu cầu anh ấy làm điều gì đó. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm thấy như thế nào? Ồ, vậy là em hôn cô tay cổ. À, đúng, đúng, đúng rồi. Cái này cổ em yêu cầu anh ấy. Em phải hôn tay. Đâu có, anh em đưa tay của em cho anh hôn rồi anh sẽ phát biểu là cái tay em có mùi gì. 1, 2, 3. Tôi đang ngồi trong một không gian rất là lãng mạn, gió hơi lạnh nên không thể gọi là ấm cúng được. Khí hậu Cali hôm nay chắc là đối với bạn trai thì là ok. Cảm giác nãy giờ chờ đợi thấy sao? Hơi hồi hộp chút xíu chị. Rồi chị rời vô em mới chi không để cho chị ấm ấm được chút xíu đó. Hãy tự tin cố lên, hy vọng ngày hôm nay em sẽ có một cô bạn gái để dắt đi chơi. Ok, cảm ơn chị Tường. Ok, đợi chị nha. Ok chị. Rồi, mời bạn gái đây nè. Rồi, khi mà chúng ta đã ngồi yên vào vị trí của mình thì các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Rồi, chào hai bạn. À chị. Bây giờ là chúng ta chỉ còn tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Và trái tim này hôm nay có sáng đèn lên hay không? Cả hai có cùng chung một nhịp đập hay không? Còn tùy vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tùy vào khả năng mai mối của tôi nữa. Rồi, ok, bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Tuyền, em ở San Jose. Em 27 tuổi, em đang làm nhân viên thuế. Em qua đây được bao lâu rồi? Cỡ 10 năm rồi. Qua đây 10 năm. Ông bà ngoại em có ở đây. Ồ, vậy là đi theo dạng gia đình đúng không? Dạ, đoàn tụ gia đình. Rồi, đúng rồi. Chứ em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, được 1 năm rồi. 1 năm. Ừ. Em đang sống với ai? Ba mẹ. Rất là tốt. Còn em? Em tên là Brandon, tên tiếng Việt là Long. Em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Đang ở chung với gia đình. Cũng ở chung với gia đình luôn. Ồ, mình qua đây được bao lâu rồi? Em qua đây lúc 15 tuổi thì em chắc cũng được 15 năm. Chỗ ở có gần nhau không? Mình trao đổi địa chỉ thử xem. Em ở San Jose. Em ở gần, cũng gần đây, cũng 20 phút xe. Là có gần chỗ cổ không? Là khá xa chị. Khá xa. Xa là bao xa? Mình có thể đi đường bộ thì bao lâu mình sẽ tới được nhau? Nếu đi xe bus đường dài á thì đi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Wow, tới rồi. Máy bay thì 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Mình mà bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ là bao nhiêu lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ 2 năm hoặc là 3 năm. Dài quá vậy, ở xa mà yêu nhau lâu quá vậy. Em nghĩ bao lâu thì em có thể gặp cô ấy được một lần nếu chúng ta hẹn hò với nhau? Cô ở San Jose thì em nghĩ cả chừng 1 tháng có thể gặp được đến 2 lần, 2 đến 3 lần. Dữ vậy? Quen nhau thì mình cũng phải cho cơ hội tìm hiểu nhau chứ chị. Nhưng mà em nghĩ tìm hiểu bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Cái đó tùy vào mức độ của bạn gái, nhưng mà em nghĩ thì cả chừng 1 năm đổ lại là bắt đầu mình có thể suy nghĩ tới chuyện tiếp theo. Chị cũng nghĩ là 1 năm đổ lại là mình phải tính tới chuyện đường dài rồi, chứ 2-3 năm lâu lắm. Nhất là con gái quen chi cho lâu trời, tuổi xuân ngắn ngủi lắm. Về ở chung, vợ chồng sống chung vui lắm em. Cái đó thì em chưa biết. Chưa biết thì khi yêu nhau em sẽ biết nha. Rồi, bây giờ hai bạn có thể giới thiệu một chút xíu về những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình. Mời em. Em nghĩ là em rất là hiểu rõ về bản thân mình. Em rất là thích hát, em rất thích những cái về nghệ thuật. Em thích làm thiệp, em cũng thích thử những cái mới nữa. Không biết trong tình yêu cô ấy có thích những cái mới hoài không? Thích cái mới hoài chắc chết quá. Hay em nghe tới đây hoang mang quá ha. Không, bạn những cái gì bạn gái nói em cũng có một phần giống như bạn gái. Ồ vậy luôn hả? Em tức là thích học những thứ mới. Đến đây thì hai bạn này đã bắt đầu có những cái sở thích giống nhau. Cái đó là ưu điểm hả?
Còn khuyết điểm? Em không có phải là người gọn gàng ngăn nắp đâu, em rất là lộn xộn. Wow, thế thì hàng ngày trong cuộc sống ai là người dọn dẹp cho em? Mẹ em. Đó. Tất nhiên sẽ có, nhưng mà dù có dọn cũng không có phải là kỹ lưỡng quá ngăn nắp như vậy. Khuyết điểm của em là cái gì? Khuyết điểm của em hả chị? Em mù đường. Với lại em không có, đó không biết là khuyết điểm hay là ưu điểm, nhưng mà em khá đúng giờ. Không thích giờ giao thông. Đúng rồi. Thích đúng giờ. Đúng giờ. Hôm nay em chờ đợi bao lâu? Hôm nay em dậy lúc chắc cũng 6-7 giờ sáng. Tại vì mà... em nôn nóng quá, đâu ai hẹn em 6-7 giờ sáng đâu. Đúng rồi, chương trình không hẹn. Đúng không? Tình trường, em trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình, đó là yêu xa lúc ở Việt Nam á, chưa tới một năm. Em đặt cái mục tiêu ước mơ của mình là trên hết. Như là em muốn thực sự tìm hiểu được là mình thích cái gì, mình muốn cái gì và tương lai mình muốn cái gì. Bởi vậy là em không hề nghĩ tới chuyện tình yêu. Rồi bây giờ em nghĩ tới chưa? Bây giờ thì mẹ nói em tới đăng ký thì em đăng ký ở đây. Nhưng mà em đã thật sự muốn, em có thật sự khao khát mong muốn có một tình yêu để tiến tới hôn nhân chưa? Em nghĩ là bây giờ bắt đầu tìm hiểu được rồi. Một mình có khi nào em cảm thấy cô đơn, có nào em cảm thấy buồn không? Có khi nào trong cuộc sống em thấy không như vậy không? Thực sự thì em, nếu như mà có thì em cũng có đi chơi với bạn hay là đi tìm gì mới đó. Bởi vậy em cũng ít khi nào thấy như vậy. Cô này cũng hơi khá căng đó nha. Một cái đặc điểm của em là em rất thích nói thẳng. Đúng. Em rất ghét cái nói dối, lừa dối. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Tình trường của em hả chị? Em có khoảng 3 mối tình. Có một mối tình thì khá dài, còn 2 mối tình thì hơi ngắn. Mối tình dài nhất đó là bao lâu? 3-4 năm. Lý do tại sao chia tay? Ở đây hay là ở Việt Nam? Ở đây. Thì lúc đó em còn trẻ thì suy nghĩ nó khác, nhưng mà lúc mình lớn lên thì suy nghĩ mình đã thay đổi, thì tất nhiên cái hướng đi của hai đứa nó còn khác nhau chút xíu. Sau này em có thêm một mối tình nữa, nhưng mà khoảng cách hơi bị xa, không có tiến tới được. Xa cỡ bây giờ này cũng không? Khoảng cách rất là xa. cái kia xa lắm em ơi. Cái này xa nhưng vẫn có thể với tới được đúng không? Cái này xa vẫn còn manageable, hướng tới được. Ok, mẫu người lý tưởng của em muốn là như thế nào? Em rất thích người rộng lượng, thoải mái, người tử tế, người có thể học điều mới giống như em. Như là em cũng có học về stage makeup là trang điểm sân khấu, em có học diễn. Đôi lúc em cũng muốn là làm cái gì sáng tạo một chút xíu, khác người một chút. Bởi vậy là người đó phải ủng hộ em. Cái là ủng hộ cái đam mê, sở thích, cái công việc dạ, của em. Dạ đúng rồi. Ok. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em không muốn là cao 1m7 trở lên. Hình đúng không? Ok, em cao 1m mấy? Em 1.65 chị. 1.65. Thiếu 5 phân nữa không cưng? Được cái thành thật. Trời ơi. Rồi, điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích tóc dài, không thích hút thuốc, không thích bụng bự, không thích quá kiểm soát người khác. Biết hút thuốc không? Không. Em nghĩ em có hay kiểm soát người khác không? Em nghĩ lúc mà quen nhau quan trọng là tin tưởng lẫn nhau. Ngoại trừ người ta làm cho gì mình cái gì đó mình thấy khó chịu thì mình mới hỏi, còn không thì em tự do đúng không? Còn gì nữa? Không thích gì nữa không? Không thích nói xạo. Không thích nói xạo. Nói xạo hay không bây giờ chị Tường cũng không biết được. Cái đó em phải tự kiểm chứng. Chị Tường cũng không biết được. Ok, nhưng mà chị thấy những điều em không thích là anh này ok đó, không có bị dính cái nào đâu được hết á. Về cơ bản bên ngoài tổng thể là ok đó. Rồi để chị coi thử coi. Em có thể tìm thấy anh ấy. Trời ơi, khó quá. Đây. Trong 4 anh chàng này, em phải tự cảm nhận xem bằng giác quan của người phụ nữ, ai là chàng trai đang ngồi đối diện trước mặt em. Anh cũng thích đi tập thể dục thường. Tập thể dục thường. Anh có thích để râu không? Không có để râu em. Có chưa? Rồi. Đâu? Em đoán anh này. Ồ, rồi em cứ giữ nguyên nó đi nha. Chút xíu nữa mở hình ra để em cho mọi người biết em đoán trúng hay đoán trật. Còn em, mẫu người bạn gái lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Có nụ cười đẹp. Tính tình ôn hòa, da trắng được thì càng tốt, nhưng mà cho không quan trọng lắm. Em da đen thui luôn á anh. Đen mà còn thui luôn á hả? Thui luôn á. Đùi đen thui như là bé thui vậy đó. Thật sự thì ngoại hình cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nhiều khi mình phải quen biết tính lẫn nhau. Mình thấy hợp tính được thì mới. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Em không thích bị cằn nhằn lắm. Em không có cái đó. Không có cái đó. Em rất là thoải mái và đơn giản. Ok, vậy thì nghe anh chị cái gì? Vậy thôi phải không? Đơn giản vậy phải không? Em có hình lại cho anh đoán không em? Mình phải làm khó anh lại. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn không đoán là được nữa. 80 phụ nữ áo đen này, ai là cô gái ấy?
em để tóc dài. Tóc dài, à, 8 cô nào cũng dài hết. Tiếp tục. Em có mang mắt kính không em? Không, em không bị cận. Để em chỉ đại đi hả? Ai đâu? Cô này. Wow, rồi, hãy giữ đó đi các bạn. Hãy giữ và sau khi Tường mở cửa trái tim ra, các bạn hãy nói cho mọi người biết các bạn đã đoán đúng hay đoán sai nha. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn ấy trực tiếp trò chuyện với nhau. Tường sẽ mở cánh cửa trái tim này ra. Hai bạn sẽ có ít phút trò chuyện trực tiếp với nhau. Tường sẽ ra bên ngoài để cho hai bạn cảm thấy tự nhiên hơn. Hãy làm những điều gì mà mình muốn làm nha. Hãy thể hiện, hãy hỏi, đặt những câu hỏi. Nhớ là đối với chương trình này là chúng ta phải thẳng thắn và thành thật nha. Tìm hiểu thật kỹ trước khi chị Tường quay lại, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Rồi, xin mời hai bạn. Chúc các bạn có một cuộc trò chuyện thật là vui vẻ. Ờ, cảm ơn anh. Em cũng có cái thiệp làm để tặng anh. Ok, okay. Cảm ơn anh. Có cần phải mở ra bây giờ không hay chưa? Anh có thể mở ra coi. Tại vì cái thiệp đó là cho anh mà. Ok. Em sáng sớm dậy đi qua, mấy giờ anh chạy tới đây? Ờ, em bay tới đây. Bay tới đây hả? Dạ, 4 giờ sáng. Wow, dậy hơi sớm rồi, có mệt không? Cũng khá mệt. Anh là cái người nào trong này? Anh áo trắng. Anh áo trắng hả? Em đoán người nào? Cái người này. Ok. Anh đoán là người này. Cổ là người Hàn đó. Oh, wow. Cái đó là hình em hát ở trong choir ở trường San Jose State University. Em rất là thích hát. Ok. Em hát tiếng gì hay tiếng Anh? Tiếng Anh là em hát soprano ở hát nhạc classical music đó. Còn tiếng Việt thì hát nhạc xưa. Xưa hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Em có Việt Nam lần nào chơi chứ? Cuối năm 2017. Anh cũng mới về lần đầu năm trước, cũng vui. Quê em ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Anh quê nhà chị. Em có anh chị em gì không? Có ba em gái nữa. Em chị cả hay là chị? Đúng rồi, chị cả. Anh thì một chị gái. Bây giờ anh ở riêng hay là sao? Anh thì ở chung với gia đình. Không biết tại sao anh thấy sống chung với gia đình ấm áp hơn. Lấy vợ rồi anh cũng sống chung với gia đình hả? Anh thì muốn ở chung với gia đình một chút xíu, gần với gia đình. Em nghĩ là ở gần thì tốt, nhưng mà không ở chung. Bây giờ mục tiêu của anh là gì? Anh có rất là nhiều mục tiêu, nhưng mà mục tiêu của anh là thử những thứ nào mình thử được mình sẽ thử. Mình đi du lịch. Thật sự mà nói sau này mình muốn mở ra một cái gì đó mình làm thử. Như là nó sẽ về cái gì? Anh chưa có biết. Bây giờ anh rất là hứng thú về điều đó. Nhưng mà nhiều khi mình có những cái tài năng khác thì mình cũng đang tìm kiếm. Khi nào mà kiếm được thì mình sẽ đi theo hướng đó. Em có bao giờ tới Cali nữa không mà chơi chưa? Em có lên đây. Ở đây thì có nhiều cái nghệ thuật, làm nghệ thuật hơn là miền Bắc California. Anh nói thật là anh chưa bao giờ tới San Jose chơi thử hết á. San Jose thì em nghĩ là nó nhỏ hơn, nó bình yên hơn. Thường thường em thích coi phim gì? Hả? Thường thường em thích coi phim gì? Ai giờ thời không gian... Không coi phim nhiều lắm. Thời gian cá nhân đã hết rồi, phải có chị Tường ngồi đây mới được. Nãy giờ chia sẻ nhiều chưa? Hiểu cũng nhau được phần nào chưa? Dạ cũng một phần nào. Quan điểm về tình yêu của em là gì? Chân thành. Còn em? Em cũng vậy, chân thành, hỗ trợ nhau. À, bây giờ chị Tường có thêm một cái trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn để hai bạn có cơ hội được biết về nhau nhiều hơn một xíu nữa. Đây là những cái tấm bài trong này, nó có những cái nội dung khi chúng ta bóc được cái yêu cầu nào thì chúng ta được quyền yêu cầu đối phương thực hiện cái điều ở trong này.